Nghiêu hữu đạo, không biết rõ lắm, trên ma điển chỉ nói nơi này có thông đạo với chư giới và nhân gian, ô thường có được ma điển, vì xác định thật giả sẽ tới kiểm tra. Vân cơ, ngoại trừ hầu tử ra, ô thường cũng có thể tìm được hạt hoàng sao. Nghiêu hữu đạo, tình huống mà hắn biết hữu hạn, hẳn là còn chưa nghĩ tới hạt hoàng, nhưng trên ma điển ghi lại phương pháp tìm được vật tiếp dẫn, còn như việc hầu tử có thể tìm được hạt hoàng không ở trong quy tắc của ma điển, vậy cũng không có cách nào nằm trong dữ liệu của ly ca được. Bây giờ xem ra, ta lại càng thấy kỳ quái tại sao Lữ Vô Song lại biết hạt hoàng là vật tiếp dẫn. Hay là nói chỉ là một sự trùng hợp, kỳ thực Lữ Vô Song có ý đồ khác với hạt hoàng. Vân cơ, nói cách khác, chỉ cần chúng ta giết hạt hoàng, bất kể là ô thường hay Lữ Vô Song đều rất khó tiến vào giới thứ năm này. Vừa nghe muốn giết hạt hoàng, viên cương lập tức mắt lạnh nhìn nàng. Ngưu hữu đạo hơi lắc đầu, không thể giết, ô thường sẽ nghiệm chứng từng thứ ghi chép trên ma điển, nếu giết hạt hoàng, Ô thường không tìm được vật tiếp dẫn sẽ cho rằng ma điển đã bị động tay động chân, đến lúc đó sẽ phiền toái lớn. Lần này ta tới mục đích là muốn xem trước xem giới thứ năm này có phải có gì đó lợi hại hay không, nếu có sợ rằng thật sự là một phiền phức lớn, sợ là phải nghĩ biện pháp giày vò ô thường nhiều lần. Vân cơ và viên cương nhìn nhau, người trước hỏi, nói sao đây, như hữu đạo lắc mình nhảy xuống khỏi người hạt hoàng, hạ xuống đất ổn định thân mình, nhúng một nhúng cắt đặt trước mũi người thử. Hai người khác cũng nhảy xuống, nhìn hành động của hắn. Không ngửi thấy dị thường gì, Lưu Hiếu đạo buông tay, 10 ngón tay phủi sạch cát, sau đó từ từ nói: "Hiện tại Ô Thường còn chưa biết hạt hoàng là vật tiếp dẫn, một khi hắn tới được phát hiện hạt hoàng chính là vật tiếp dẫn sợ là sẽ nghĩ tới ý đồ của Lữ Vô Song, mà hầu tử lại có thể khống chế hạt hoàng." Lời này vừa nói ra, hai người nhất thời hiểu được, nguyên nhân rất đơn giản, nhìn vào chuyện người có thể suy nghĩ cặn kẽ ra tới điểm này hay không, một khi nơi này có thứ lợi hại liên quan tới ngoại giới thế tục, Ô Thường nhất định sẽ muốn nắm trong tay mình viên cương có thể khống chế hạt hoàng sẽ gặp nguy hiểm. Mà nếu không có gì liên quan lợi hại, ô thường lo tin về ma điển sẽ lộ ra, cũng không cần vọng động viên cương, cho dù viên cương mang lữ vô song tới cũng không sao cả. Viên cương hiểu, mục đích quan trọng của chuyến này, đạo gia vẫn là suy nghĩ vì sự an toàn của gã, đích thực là tới trước làm rõ sự khó hiểu trong lòng mình. Xác nhận cát ở đây không có gì khác so với ngoại giới, như hữu đạo lại lắc mình lên lưng của hạt hoàng, cúi xuống hô với hai người ở phía dưới đi thôi vân cơ muốn tự tay kéo viên cương lên ai ngờ viên cương không cảm kích nhảy lên một phát động tác nhanh như khỉ thoáng cái đã leo được lên hỏi đi đâu nghiêu hữu đạo trên ma điển có ghi lại vật tiếp dẫn sẽ dẫn chúng ta tới một chỗ đài cao người thúc hạt hoàng thử xem đài cao vân cơ thì thầm một tiếng đột nhiên phóng thẳng lên cao quan sát ở phía xa một hồi sau đó hạ xuống nhìn rồi bốn phía không hề có đài cao nào nghiêu hữu đạo Ta cũng không biết đài cao có nghĩa trên mặt chữ hay thế nào. Lúc này viên cương đi lên trước, tới gần đầu của hạt hoàng ô ô vài tiếng. Hạt hoàng bắt đầu xoay người, điều chỉnh phương hướng rồi đột nhiên nhanh chân chạy như điên, đi một đường trong sa mạc. Lần này có phần kỳ quái, khác với ngoại giới, tới giới thứ năm này, hạt hoàng lại không hề độn dưới cát mà đi, mà là rong rủi trong sa mạc. Mà nơi đây rõ ràng là khác với ngoại giới, mỗi đoạn thời gian ngắn cách không xa nhau, sắc trời sẽ đen hơn một chút, Hình cầu bên cạnh Thái Dương hiển nhiên là xoay vòng quanh mặt trời, cách một thời gian sẽ che ánh sáng mặt trời. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến việc Hạt Hoàng đi về phía trước. Trên đường ngoại trừ sa mạc Minh Mông vô bờ ra thì vẫn là sa mạc Minh Mông, dường như không tìm thấy khí tức của sinh mệnh khác. Vân Cơ đột nhiên nói một câu, cũng không biết Hạt Hoàng này còn có thể tìm được cửa ra hay không. Ngưu Hữu Đạo, chuyện này thì không cần lo lắng, sẽ tìm được, căn cứ vào ghi chép trên ma điển, muốn cắt liên lạc với ngũ giới có nhốt vào trong đất cũng vô dụng, vào được thì sẽ ra được. Nếu trong lòng hiểu rõ là tốt rồi, vân cơ gật đầu, nhìn hạt hoàng ở dưới chân. Con vật này có thể lực thật tốt, dường như không biết mệt mỏi vậy. chương 1950, một đàn xích liệp điêu, một đàn hạt hoàng hai. Nơi này rõ ràng là khác so với nhân gian, tốc độ thái dương lặn xuống rất chậm, thời gian một ngày hiển nhiên dài hơn so với ngoại giới. Cũng không biết đã qua bao lâu, theo hạt hoàng lắc lư một đường, ba người đột nhiên đồng thời nhìn chằm chằm phía trước, xa xa xuất hiện một tòa cao chót phót. Đợi khi tới gần quan sát rõ hình dạng của vật cao chót phót đó, Ngưu Hiếu Đạo và Viên Cương lại không nhịn được mà nhìn nhau, bởi vì nhìn thấy được kiến trúc quen thuộc, một dạng kiến trúc tương tự như kim tự tháp ở kiếp trước của bọn họ. Làm sao vậy? Vân Cơ phát hiện hai người có điểm dị thường thì không nhịn được hỏi một tiếng. Cảm xúc của Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương rõ ràng có chút kích động, đều có phần hoài nghi có phải mình đã trở về thế giới ở kiếp trước mình từng ở hay không, nhưng sắc trời đột nhiên đen lai, hai người ngẩng đầu nhìn lên thái dương trên bầu trời, mắt thấy tình trạng nhật thực xuất hiện lần nữa thì lập tức bị đánh khỏi ảo tưởng, trở về hiện thực. Đợi tới khi tới chân của kiến trúc đài cao, Vân Cơ ngẩng đầu quan sát một hồi, nói. Đây là do người xây dựng ra, như hữu đạo lắc mình bay xuống trên bậc thang của kiến trúc, phất tay đẩy cát đang trùm lên bậc thang, ngón tay gõ bậc thang một cái, sau đó mới bay vút lên, cuối cùng hạ xuống đỉnh tháp nhìn xa xa, lặng lặng bất động. Sau đó vân cơ cũng hạ xuống một bên, phát hiện phía trước ngoài vài dặm chính là sát biên giới của sa mạc, sau sát biên giới đó là ốc đảo vô tận, lẩm bẩm. Quả nhiên là như hầu tử nói, chốc lát sau viên cương cũng leo lên, khựng mắt nhìn, chợt nói một câu. Không biết thế giới này có tồn tại nhân loại hay không? Vân cơ bỗng giơ tay lên vỗ vào hòn đá vuông trên đỉnh tháp. Dường như có nguyên khí thiên địa dao động, đài cao này hình như là một tòa đại trận. Như hữu đạo nhìn lại, nhìn bên trên bao trùm là các thì thi pháp trừ đi, chỉ thấy bên trên lộ ra một cái hõm, tương đương kích cỡ một bàn tay. Ba người quay đầu nhìn, phát hiện bốn vách đá dưới hõm có văn lộ. Nghiêu hữu đạo vươn tay sờ một cái, xem ra nơi này chính là chỗ để đặt thương kính. Vân cơ, thần khí chấn quốc của tiền triệu quốc tinh thần lệnh, ừm, nơi đây để đặt tinh thần lệnh là có ý gì? Dựa theo ghi chép trên ma điển, chỉ có khảm tinh thần lệnh vào đây mới có thể mở ra mắt trận của bốn giới khác. Đài cao ở nơi này chính là mắt trận tổng của tinh thần đại trận, người nói không sai, đây chính là một tòa đại trận. Mặt phân cơ là sự kinh hãi, có thể dùng một đại trận điều khiển vài thế giới, thương tụng và ly ca đó rốt cuộc là ai, nhân gian làm sao có thể có tu sĩ mạnh mẽ như vậy tồn tại được. Nghiêu hữu đạo, không biết rõ lắm, những phàm phu tục tử như chúng ta trong mắt tiên nhân kỳ thực đều không có đủ tư cách, e rằng hai vợ chồng bọn họ tới từ tiên giới trong truyền thuyết. Ngồi nghe, viên cương chợt quay đầu nhìn lại, căng thẳng nhắc nhở một câu. Có vấn đề, hai người nhìn lại, chỉ thấy xa xa xuất hiện một đàn phi cầm, xác thực là một đàn xích liệp điêu đang bay về hướng này. Ba người ít nhiều đều có chút xứng sờ giật mình, Vân Cơ nói một câu. Nhiều tòa kỵ phi cầm như vậy, nếu bắt về được thì có giá trị bao nhiêu tiền chứ? Không ổn, chết tiệt, quy mô khổng lồ, chỉ sợ có mấy trăm con tụ tập lại, một đàn xích liệp điêu đột nhiên vọt về hướng bọn họ, rõ ràng là muốn tấn công họ không giống với đám tòa kỵ phi cầm đã thuần phục ở ngoại giới những con xích liệp điêu này có khí thức hung hãn rất rõ ràng dường như coi ba người họ là con mồi đi săn vân cơ đã lật tay áo trưởng lực cách không liên tiếp đánh ra có thể nói là mỗi trưởng đều chí mạng trong tiếng cạch cạch liên tiếp mấy chục con xích liệp điêu gào thét rơi lên bậc của tòa tháp bởi vì cơ thể quá lớn chiều rộng của bậc tháp không có cách nào chịu tải được từng con cuồn cuộn lăn xuống dưới sa mạc phát hiện vật nhỏ trên đỉnh tháp không dễ động vào đến gần liền bị cản trở, xích liệp điêu khắc phi thân sang một bên, phân thành hai bên loanh quanh trên không trung, lúc tập hợp lại lần nữa đã đổi phương hướng, bay về hướng ốc đảo. Mắt thấy một đám xích liệp điêu biến mất, ba người nhìn nhau, vân cơ kinh ngạc, nghi ngờ hỏi. Chẳng nhẽ tòa kỵ phi cầm ở ngoại giới có khởi nguồn từ nơi này. Nghiêu hữu đảo, không thể bỏ qua khả năng này, e rằng chính là do phu phụ thương tụng mang từ nơi này ra ngoài. Vù vù, dưới tháp trong sa mạc truyền đến động tính, Ba người nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy bề mặt sa mạc có từng con quái thú xuất hiện, xác thực thì là một đàn hạt hoàng. Vốn dĩ hạt hoàng chờ ở phía dưới đang gặm ăn một con xích liệp điêu mới bắt được, lúc này lại xuất hiện một đám hạt hoàng ùng ùng vào tới, trong nháy mắt đã giành ăn với nhau, cướp xích liệp điêu với hạt hoàng. Đoán chừng là có đặc tính giống bọ cạp trong sa mạc vô biên mà bọn họ biết, khứu giác cực kỳ linh mẫn, ngửi được mùi máu tươi nên mới tới. Ba người từ trên cao nhìn xuống, nhìn mà choáng váng, như hữu đạo ngạc nhiên. Không chỉ có một hạt hoàng, Vân Cơ vừa bực mình vừa buồn cười, "Đùa gì thế, là duy nhất mới có thể xưng hoàng, những con này rõ ràng đều là đám lượng cấp, đâu ra hoàng gì?" "Không ổn, ừm," như Hữu Đạo nhìn về phía nàng, Vân Cơ chỉ vào phía dưới hỏi, "Bây giờ làm thế nào nhận ra con hạt hoàng đưa chúng ta vào đây? Nếu như không tìm được, chúng ta trở về thế nào đây?" Lời này vừa nói ra, lúc này ba người thật sự trợn tròn mắt, nhoáng lên một cái một đám hạt hoàng cướp đoạt với nhau sớm hỗn loạn lung tung cả, dáng vẻ lại giống nhau như đúc, nào còn phân rõ được con nào với con nào. Phía dưới là một đám quái vật to như ngọn núi va chạm với nhau, cắn xé, thanh thế kinh người, nào chỉ có mỗi một hạt hoàng. Sau khi há hốc mồm một trận thì viên cương chợt phục hồi lại tinh thần. Ta có biện pháp phân biệt, triệu hoán được con mới rồi đưa chúng ta vào đây. Nghe thấy lời ấy, như hiếu đạo và vân cơ suy nghĩ một chút cũng phải, nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, bằng không nếu thật sự không trở về được thì sẽ phiền toái. Mấy chục con phi cầm cỡ lớn không đủ để đám này tranh cướp, nhanh chóng gặm hết không còn nữa, chỉ còn lông chim đầy đất, một trận gió thổi tới bay tứ tung, không biết đã bay tới hướng nào. Ăn sạch không còn lại gì, một đám lớn dường như lại nhìn ba người trên tháp, muối có nhỏ vẫn có cảm giác được ăn thịt. Ung um ung, um, một đám lớn lại bắt đầu nhanh chóng leo lên tháp. Ba người nghiêu hữu đạo không biết nói gì, chỉ có điều cũng phát hiện phía dưới có một con bọ cạp không làm như vậy, không coi bọn họ thành con mồi. Vân cơ chỉ vào nó, xem ra không cần gọi về, con kia hẳn là con đã dẫn chúng ta vào, nhìn kỹ xem, trong mắt có dính lông chim. Trong tiếng ủng ủng, đám nghiêu hiếu đạo vừa bực mình vừa buồn cười, không đợi khi một đám lớn đó bỏ được lên, tự đám bọn nó đã loạn thành một đoàn. Có trách thì phải trách do hình thể quá lớn, lúc leo tới gần vị trí đỉnh tháp lại quá nhỏ, một đám bọ cạp tranh nhau, không ít con bị trượt chân ngã ngửa xuống nhưng vẫn có con leo được lên viên cương đột nhiên nhảy xuống giống lên một tiếng ô bao hàm sự tức giận tiếng này vừa vang lên tất cả bọ cạp đang ra sức leo lên đột nhiên yên lặng bên dưới có tiếng khựng lại tiếng ngã lộn nhào rơi vào trong sa mạc dựa vào cái đuôi chống đỡ để đỡ bị lật ngừa một con ở gần đỉnh tháp nhất sau một lúc do so dự liền thử tiến lên một chút cái miệng to lớn chậm rãi ngoạm tới gần viên cương dường như đang ngửi khí thức của viên cương vậy một người nhỏ bé cùng quái thú to lớn giữ tận tới gần, cảnh đó làm người ta thót tim. Ô, Viên Cương chợt gầm lên với con bọ cạp đang há mồm. Sau khi hồn hển hai tiếng, nó liền lập tức chậm rãi lui về phía sau, kết quả lúc lùi lại lại bị trượt chân, ầm ầm rơi xuống, liên lụy một đám phía dưới cũng bị ngã xuống không ít. Chương 1951, ô, có chút thú vị. Sau một tiếng gầm cuối cùng của Viên Cương, tất cả đám quái thú bò lên đều rối rít lui xuống. Nhìn thấy mình thực sự có thể khống chế, không cần lo về vấn đề an toàn, viên cương bắt đầu nhảy từng bậc xuống, không biết là muốn làm gì. Ánh mắt của Ngưu Hữu đạo chợt thoáng nhìn, lưu tâm tới thần sắc của Vân Cơ, cảm thấy có chút không bình thường, hỏi. Làm sao vậy? Vân Cơ chợt than thở. Trong tiếng hô của hầu tử có một loại ma lực. Ma lực, Ngưu Hữu đạo sợ run lên, cười nói. Nói vậy là sao? Vân Cơ cao mày nói dường như có một khí thức kinh sợ tới từ viễn cổ làm cho người ta có cảm giác sợ hãi viễn cổ thương hồn làm người ta cảm thấy thật vĩ đại rất cao lớn không hiểu tại sao lại muốn cúng bái muốn tôn thờ hắn làm vua lúc hắn gào to kỳ thực cũng có tác động tới tâm tình của ta nếu không phải linh trí của ta đã mở có thể suy tính hợp lý bình thường rất có thể cũng sẽ bị thanh âm tâm tình của hắn thao túng như hữu đạo hiểu ý của nàng nàng cũng là tiến hóa tu thành người từ loài rắn trên người còn có các thiên tính của dã thú xà trùng Vân cơ quay đầu nhìn về phía Như Hữu Đạo, hỏi. Lần đầu tiên ta gặp hắn liền phát hiện hắn có chút không bình thường, phải một thời gian mới chậm rãi thích ứng được. Tên người một nhân loại tại sao lại có thể tản ra loại khí tức có lực chấn nhiếp kỳ quái như vậy? Chuyện này hả, Như Hữu Đạo cười gượng, ta cũng không biết rõ lắm, đừng nói là ta, ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Vân cơ, rốt cục hắn đã tu luyện dạng công phu hoành luyện gì? Ngưu Hữu Đạo than thở. Kỳ thực là loại rất phổ thông, người tu luyện công phu hành luyện này không chỉ có một mình hắn, vốn dĩ từ nhỏ một đám người xuất thân từ thôn miếu nhỏ hầu như ai cũng tu luyện giống hắn, cũng là vì cường thân kiện thể, nhưng luyện được ra tình hình cổ quái giống hắn dường như cũng chỉ có một mình hắn. Ô, những người khác đều đã tới dưới trướng của vương gia rồi. Vân cơ hơi lắc đầu, phàm là linh trí chưa mở, không thể suy tính lý tính. Dường như hắn có năng lực khống chế các loại động vật, thật khó mà tin được nghiêu hữu đạo không thảo luận sâu với nàng về vấn đề này phát hiện viên cương dường như đang trao đổi với đám quái thú ở phía dưới lúc này tung người một cái phi xuống gần sát mặt đất thì hơi nảy lên nhẹ nhàng hạ xuống đất sau đó vân cơ cũng lắc mình hạ xuống một bên thân ở trước mặt một đám quái thú nghiêu hữu đạo nhìn chung quanh một hồi hỏi đang làm gì thế viên cương quay đầu lại đạo ra mới vừa dò xét rồi từ phản ứng cảm xúc của bọn nó thì hẳn là không chỉ có con hạt hoàng của chúng ta mới có thể tìm được cửa ra, những con hạt hoàng này dường như đều có thể tìm được. Ồ, như Hữu đạo kinh ngạc, còn có chuyện kỳ lạ này sao? Không nhịn được hỏi, lẽ nào bên ngoài không chỉ có một hạt hoàng? Viên Cương, bọn nó không được thông minh lắm, một vài vấn đề biểu đạt dựa vào tâm tình không có cách nào phân biệt rõ được. Ô, hai con đó đang làm gì vậy? Ánh mắt như Hữu đạo nhìn chằm chằm về phía hai con quái thú ở phía không xa. Vân cơ, trên mắt dính lông chính là con dẫn chúng ta vào đây, ồ. Nàng biến sắc, trong nháy mắt không nói gì, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về một bên. Vẻ mặt của Ngưu Hữu Đạo cũng trở nên đặc sắc, nhìn qua đã hiểu, hai con quái thú lớn giữa ban ngày ban mặt không chút cố kỵ tiến hành giao phối, thật sự là có chút khó coi, mà con dẫn bọn họ vào đây lại là con bị động. Con quái thú dẫn họ vào lại là con cái ư, sau khi kiểm tra tỉ mỉ, có kinh nghiệm, nhiều hiểu đạo và viên cương lại cẩn thận kiểm tra những con quái thú khác, lúc này mới phát hiện không phải con nào cũng giống nhau, vẫn có khác biệt, một bầy quái thú có đực có cái, hình thể lớn hơn chút là con đực. Hạt hoàng, con dẫn chúng ta tiến vào nếu không phải là đực, chắc là phải gọi là hạt hậu mới đúng chứ. Nhiều hiểu đạo chợt hỏi viên cương một câu, viên cương nhếch nhếch miệng, không nói gì, vân cơ sen vào, ta nghĩ ta hiểu được hạt hoàng bên ngoài thế nào rồi. Nhiều hiểu đạo ồ một tiếng, rửa tay nghe cao kiến phân cơ bên ngoài chắc là nơi mẫu hạt sinh nở nghiêu hữu đạo nói rõ hơn đi phân cơ còn nhớ đặc tính của bò cạp trong sa mạc vô biên không chúng nó đôi khi đói sẽ nóng nảy hoặc sau khi đồng loại bị thương sẽ tự tương tàn ăn thịt lẫn nhau dáng vẻ nhắc nhở nghiêu hữu đạo hoài nghi không hiểu nhiều lắm nói rõ đi có ý gì phân cơ than thở hình thể quá nhỏ ở lại đây sẽ trở thành thức ăn trong miệng bò cạp khác nhưng thức ăn ở bên ngoài giường như không dư thừa như ở dây Trước đó bảy phi cầm lớn kia người cũng đã thấy, bên ngoài khó có thể duy trì việc tồn tại thể hình lớn như vậy, nhỏ chút sẽ dễ sống hơn. như hữu đạo bừng tỉnh, hiểu ra, ý của ngươi là nói, sau khi mẫu hạt thụ thai liền rời khỏi nơi này, biết trốn tới bên sa mạc vô biên kia để sinh sản, còn hình thể dáng dấp của tiểu tử kia sau khi đã đủ lớn, vì cần thức ăn sẽ quay lại nơi đây. Vân cơ gật đầu, là có ý như vậy, ngươi đừng quên đám bọ cạp này ở trong sa mạc vô biên có khứu giác vô cùng linh mẫn, cho dù trong sa mạc khô hanh, có chút mùi máu tươi là có thể bị chúng nó ngửi được. Sở dĩ bọ cạp có thể tìm được cửa ra vào giới thứ năm hẳn là có liên quan tới khứ giác của bọn cúng, chúng nó có thể ngửi được khí tức của thế giới này thẩm thấu ra ngoại giới qua thông đạo, cho nên mới có thể tinh chuẩn tìm được cửa ra vào. Ngưu Hữu Đạo nhìn Viên Cương, cách nói này hợp tình hợp lý, làm cho hai người bọn họ không thể không tin. Ngưu Hữu Đạo nhất thời tấm tắc kêu kỳ lạ, nghe Quân nói một hồi, đã hiểu ra rồi. Vân Cơ hơi lắc đầu, quá khen ta hiểu tập tính của những động vật khác nhiều hơn so với các ngươi chuyện như này phán đoán không khó khăn gì với ta hai người nghiêu viên tỉnh ngộ có cảm giác mới trải qua một giờ học vậy nghiêu hữu đạo không khỏi cười nói xem ra để ngươi theo vào đây không phải là chuyện xấu bằng không sợ rằng chúng ta sẽ khó mà hiểu ra được nguyện nhân đám bỏ cạp này ra ra vào vào vân cơ có chút xem thường quá khen rồi chuyện gì cũng bị ngươi nghĩ ra được còn chuyện gì đầu ngươi không nghĩ ra nổi sao nghiêu hữu đạo chắp tay tiện đà lại ngắm nhìn bốn phía than thở xem ra ly ca này quả thật là lợi dụng nguyên vẹn hoàn cảnh của hai giới rất không đơn giản vân cơ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh tháp một đại trận là có thể liên kết ngũ giới lại dùng một thứ như vậy đích thật là không đơn giản nói đến chỗ này như hữu đạo nhớ ra cái gì đó lại lắc mình bay vút lên đỉnh tháp ghé vào trên đỉnh tháp kiểm tra sau đó vân cơ cùng viên cương cũng đi tới theo đứng bên cạnh như hữu đạo quan sát không biết hắn đang nghiên cứu cái gì Viên cương hỏi, đạo gia, có nhìn ra cái gì không? Không có, như hiểu đạo vươn ngón tay sờ vào chỗ lõm thăm dò, thỉnh thoảng còn thi pháp điều tra, thì thầm trong miệng. Dường như cũng không có gì đặc biệt, để vào một tấm lệnh bài là có thể khởi động được mắt trận tứ giới ở bên ngoài sao. Vân cơ, từ một vài dấu hiệu là có thể nhìn ra, cảnh giới của phu thê thương tụng vượt xa chúng ta, có một vài thứ không phải chúng ta có thể phỏng đoán được, nếu đã bố trí như vậy thì hẳn là có nguyên nhân. Hai người bọn họ cũng không biết tâm tư của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo từng mở thương kính ra xem, biết trong thương kính có dấu bí mật, bây giờ hắn muốn biết sự liên quan của lệnh bài và trận pháp này. Nếu trận này không có gì đặc biệt ở bên trong thì chắc chắn tấm lệnh bài kia có gì đó. Hắn muốn làm rõ ràng, biết rõ nguyên nhân rồi có lẽ về sau có điểm để lợi dụng. Ồ, Ngưu Hữu Đạo chợt vỗ tảng đá hình vuông đặt trên đỉnh tháp. Chương 1952, làm nhiều chuyện thất đức quá rồi một. Các ngươi xem tảng đá này không phải một tảng đá bình thường rất cứng rắn dường như không chỉ đặt ở trên này thôi mà còn nối thẳng xuống phía dưới vậy vân cơ lập tức đi tới thi pháp thăm dò viên cương thì dùng tay vỗ vỗ lại dùng sức đập một quyền kết quả một quyền này đập xuống không trung dường như vù vù một tiếng ba người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía không trung chỉ thấy bầu trời trong nháy mắt ngưng tụ ra sương mù nhàn nhạt, nhạt sau khi thứ này chịu lực sẽ gây ra sự chấn động của nguyên khí thiên địa vân cơ nhắc nhở một câu thấy tình trạng như vậy như hữu đạo đột nhiên phát trưởng, cạch. Nặng nề vỗ lên hòn đá, ung um ung um ung, um, sương mù trên bầu trời càng dày đặc, lại dần có tiếng sấm sét. Nhìn kia, ánh mắt liếc bốn phía, chợt ngón tay của Vân Cơ chỉ xuống dưới. Hai người còn lại cúi xuống nhìn, chỉ thấy một đám quái thú ở phía dưới giường như bị khiếp sợ, xuống quyết liều mạng chui vào trong sa mạc. Chỉ chốc lát sau, tất cả quái thú đều đã biến mất, ngay cả con dẫn bọn họ vào đây cũng không thấy nữa. Ồ, có chút thú vị, Nghiêu hiếu đạo càng thêm tò mò, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, lần nữa đánh một trưởng lên tảng đá. Kết quả quả nhiên rất rõ ràng, tảng đá kia chịu lực càng lớn, dị tượng trên bầu trời càng rõ ràng. Vì vậy hắn đánh liên tiếp trưởng lực, không ngừng gia tăng lực đạo để kiểm tra. Rất nhanh, trên bầu trời mây đen chẳng chịt kéo tới, thậm chí dần dần xuất hiện sấm chớp rền vang. Lần này, ba người đã biết vì sao đám bỏ cạp lại sợ hãi, bởi vì trời này là sắp mưa rồi, bỏ cạp sợ nước khuôn mặt nghiêu Hữu đạo hứng thú, rất muốn biết cuối cùng sẽ gặp phải cái gì, đột nhiên tăng lực đạo đánh lên tảng đá. Một tia xét như lợi kiếm đánh xuống, nghiêu Hữu đạo quá sợ hãi, lắc mình muốn trốn, nhưng đã chậm. Cái gì gọi là thế nhanh như chấp không kịp biệt tai, lần này xem như hắn đã được lĩnh giáo, bị tia xét này bổ tại chỗ, trong nháy mắt toàn thân cháy đen, chỉ có một mũi chân chạm đất, cả người trong trạng thái cất cánh, chỉ có điều còn chưa kịp bay đi, đang trong tình trạng lung lay sắp đổ. Phản ứng của Vân Cơ khá nhanh, mặc dù mục tiêu xét đánh dường như không phải nàng nhưng nàng vẫn vô ý thức né đi. Tuy nàng tu thành nguyên anh xả yêu nhưng thiên tính trên người vẫn có chút sợ hãi sấm xét, sấm xét đột nhiên tới, phản ứng đầu tiên chính là phạch một cái, bay đi. Phản ứng của viên cương cũng không chậm, nhưng người một cái đã lách đi, vô xuống dưới tháp, Mặc kệ có thể tránh được hay không, xét đánh xuống vẫn phải tránh đi. chí ít gã còn có thời gian tránh né, bởi vì mục tiêu xét đánh không phải là gã, mà người nào đó muốn tránh cũng không tránh nổi người viên cương đập vào sườn tháp trong nháy mắt cánh tay bám vào bậc thang lấy lực sau đó một đường phi xuống suối cùng lên được bậc thang phía trước ổn định cơ thể ngẩng đầu nhìn lên trên trong nháy mắt đã sợ ngây người chỉ thấy nghiêu hữu đạo đã hoàn toàn thay đổi toàn thân cháy đen đứng bằng một chân cánh tay khựng lại ở động tác khẽ nâng lung lay sắp đổ đứng sát biên giới đỉnh tháp tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc chỉ còn một tia thần trí cuối cùng muốn ổn định thân hình nghiêu hữu đạo hoàn toàn là muốn ổn định thân hình nhưng toàn thân như bị hỏa thiêu, hơn nữa còn trong ngoài như bị hỏa thiêu. Hắn muốn hạ cái chân còn lại xuống để đứng vững, nhưng thân thể lại không nghe theo sự sai khiến, bắp đùi càng thêm không thể khống chế. Hắn rất muốn thi pháp ổn định thân hình, muốn thi pháp loại trừ và áp chế sự khó chịu trong cơ thể, nhưng vừa vặn bên trên giường như có dự cảm, toàn thân tê dại khó nhúc nhích. Không ngã, không ngã, ổn định, trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng cơ thể lại dần mất đi sự cân bằng, cái đầu ngã chui xuống phía dưới mắt thấy nghiêu hiếu đạo như sắp chết, sắp ngã về một phía của kim tự tháp, viên cương không biết hắn sống chết thế nào, hai mắt đã sắp nứt ra, bi thống gào lên. Đạo ra, thân hình phạch một cái đứng dậy, chạy như điên lên bậc thang nhằm muốn lên cứu người. Vân cơ đang phù không cũng nhìn thấy nghiêu hiếu đạo ngã ngửa chồng vó xuống dưới, muốn xông tới cứu người nhưng lại vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, có chút sợ hãi, lo thiên lôi sẽ giáng xuống lần nữa. Kỳ quái là sau một tia xét, bầu trời không có động tính của tiếng sấm nữa mây đen vần vũ cũng nhanh chóng tan biến an tâm được chút lại cúi đầu nhìn phía dưới phát hiện nghiêu hữu đạo đã lăn nhanh xuống phía dưới dưới tư thế đau quặn bụng bị vướng mà nảy lên một cái điên cuồng lao xuống viên cương nhào ra ngoài lăng không ôm lấy nghiêu hữu đạo tránh khỏi việc nghiêu hữu đạo bị đập vào bậc thang lần nữa ôm người nhào ra ngoài song song đập về phía sa mạc lúc rơi xuống đất viên cương ôm người thuận thế cuồn cuộn xả lực khóe miệng vân cơ chẹp một cái lắc mình hạ xuống bên cạnh hai người chỉ thấy mặt giả trên mặt nghiêu hữu đạo đã bị chóc mất không còn nữa rồi người bị xét đánh thành đen xì không nói chỉ có điều đoán chừng lúc ngã lăn lông lốc xuống nên trên trán đầy cát miệng mũi rướm máu ánh mắt có chút dại ra lồng ngực phập phồng cảm giác hơi co quắp viên cương nhẹ nhàng thả người xuống liên tục phủi sạch cát và máu trên mặt nghiêu hữu đạo đi cuống cuồng nói đạo gia đạo gia người thế nào rồi chợt ngẩng đầu gầm lên với vân cơ còn không mau cứu người có một số việc gã không thể không thừa nhận ở phương diện cứu người mình chắc chắn không bằng những người có pháp lực tu vi này vân cơ nhanh chóng ngồi xổm xuống thi pháp kiểm tra tình trạng cơ thể của ngưu hữu đạo sau khi kiểm tra qua thì nhanh chóng móc một viên lạc hoàn ra bóp nát nhét một viên thiên tế đan vào trong miệng của ngưu hữu đạo thi pháp đẩy vào trong bụng ngưu hữu đạo lại thi pháp luyện hóa hỗ trợ hấp thụ dược lực thiên tế đan là do quản phương nghi cho nàng cho vài viên không có cách nào như hiếu đạo trước sau đã lấy không ít thiên tế đan từ linh tông những người nòng cốt chắc chắn đều có dấu riêng để phòng ngừa dùng lúc khẩn cấp thế nào hắn thế nào rồi viên vương nhìn nàng sốt ruột hỏi với gã đạo gia tới đây lần này một nguyên nhân lớn cũng là vì sự an toàn của gã nếu như đạo gia lâm nạn ở chỗ này đời này gã đều không thể tha thứ cho chính mình gã hận chính mình hận mình lúc xét bổ xuống không biết đẩy đạo gia ra sao lại chỉ mải tự mình tránh đi chứ đương nhiên Kỳ thực lúc đó gã tránh đi là vì cho rằng đạo gia sẽ phản ứng nhanh hơn gã, hẳn là tránh đi nhanh hơn mới phải, tại sao lại không thể tránh thoát được. Thật tình không biết, như Hiếu đạo muốn tránh nhưng xét đánh nhầm vào hắn, điện quang lóe lên đã tới ngay rồi, tốc độ quá nhanh, muốn tránh cũng không kịp. Kỳ thực như hữu đạo phản ứng khá nhanh, lúc đó thân hình tung bay, kỳ thực chân đã rời khỏi mặt đất rồi, nhưng tia xét không phải đi thẳng tắp mà còn quẹo ngang dọc, tránh hướng nào cũng sẽ bị đánh trúng, lực đạo và uy lực cũng đủ hung mãnh một tia sét đánh lại đánh ngược lại hắn, như là bắt hắn đứng lại chỗ cũ, vì vậy cứ thế bị đánh trúng. Vân cơ thở ra một hơi nói, yên tâm, đổi lại là người bình thường, một tia sét đánh này đủ chí mạng, nhưng đối với người có tu vi hộ thể như hắn thì không nói tới chí mạng, chỉ là làm hắn bị thương mà thôi. May mắn, uy lực của tia xét này còn chưa lớn như vậy. Nghe nàng nói vậy, rốt cục viên cương cũng thở phào nhẹ nhõm, quỵ trên mặt cắt nhìn chằm chằm như hữu đạo đang được cứu chữa. Sau khi Vân Cơ thi pháp cứu trị, cảm giác hơi co quắp dần biến mất, như hữu đạo dường như cũng dần dần hồi hồn, ánh mắt tan dã dần khôi phục lại thần thái. Đôi mắt giật giật, sau khi nhìn thấy hai người trước mắt thì trong miệng thở hổn hển. "Ta đang ở đâu? Cảm giác như đi vào trong cõi thần tiên vẫn chưa hoàn toàn trở về, dường như còn chưa biết mình đã hôn mê bao lâu." Phiên Cương lập tức nghiêng nghiêng thân, tránh khỏi tầm ngăn trở để hắn thấy được kim tự tháp sau lưng. Chương 1953 làm nhiều chuyện thất đức quá rồi hai nhìn thấy kiến trúc này nghiêu hữu đạo không nhịn được nước mắt hầu tử à có phải kiếp trước ta đào mộ tổ tiên người ta làm chuyện thất đức quá nhiều nên đã gặp báo ứng nếu không làm sao lại bị xét đánh kiếp trước cái gì cái gì mà đào mộ tổ tiên người ta vân cơ không hiểu hắn đang nói cái gì cho là đầu óc của hắn còn chưa tỉnh táo nên nói mê sảng viên cương quỵ bên cạnh hắn ăn ngay nói thật đạo ra hẳn là không liên quan quay đầu nhìn về phía tháp chắc là thứ này có gì đó quái lạ, ngài nện vào nó nên mới bị xét đánh. Nghiêu hữu đạo, ai, toàn thân nóng bỏng, như vừa bị nướng trên lửa vậy. Vân cơ, khả năng ai bị xét đánh cũng sẽ cảm thấy thế, ngươi thử xem pháp lực còn có thể tự vận chuyển không. Nghiêu hữu đạo nhắm hai mắt lại, một hồi lâu sau dường như đã có cảm giác mới mở mắt ra ừm một tiếng. Lúc này vân cơ mới giúp hắn ngồi lên, giúp hắn ngồi xếp bằng rồi thu tay, lại đưa tay ngăn viên cương đang muốn đỡ lên mới ăn xong thiên tế đan để tự hắn thi pháp dẫn dược lực của linh đan khôi phục nhanh hơn không nên quấy dày nghiêu hữu đạo lần nữa tiến vào trạng thái nhắm mắt tĩnh thần cũng hết tinh lực bận tâm tới những cái khác vân cơ cùng viên cương thì song song ở một bên hộ pháp thỉnh thoảng nhìn bầu trời phát hiện ra mây đen trên bầu trời tới cũng nhanh đi cũng nhanh đảo mắt đã trở nên quang đáng dường như chưa hề phát sinh chuyện gì cả thỉnh thoảng nhìn lại kim tự tháp đã xảy ra chuyện như vậy kỳ quặc không hiểu nổi Nghiêu hữu đạo vọng động bị sét bổ đã trở thành vết xe đổ, hai người không dám leo xa hơn lên tháp nữa, cũng không dám tới gần thêm nữa. Sau khi kéo mây đen dáng sấm sét một hồi, cả sa mạc cũng lâm vào sự tính mịch, đám bọ cạp trước đó tới tranh đoạt giường như sợ quá, không có con nào dám ra ngoài nữa. Suốt cuộc trời đã tối, khi trời tối, cảm giác cực nóng trong sa mạc mất dần, dần trở nên lạnh lẽo thấu xương. Đối với điều này, ba người đều chịu đựng được, cho dù viên cương không có tu vi gì thân thể cũng rất khỏe mạnh, huyết khí phương cương, chống lạnh hoàn toàn không thành vấn đề. Vân cơ cũng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chui lâu trong lòng đất, pháp lực của nàng tiêu hao cũng khá lớn. Còn lại một mình viên cương cảnh giác cao độ bốn phía, lúc này chính là lúc đạo gia suy yếu, gã một khắc cũng không dám buông lỏng. Còn như nghiêu hiểu đạo, dường như đã thực sự hết sức rồi. Nơi này ban đêm dài rằng dặc vân cơ đứng dậy dưới bầu trời sao mút ngàn, nghiêu hiểu đạo còn chưa tỉnh lại, nàng ra hiệu cho viên cương nghỉ một chút, để nàng thay ca cảnh giới. Nhưng viên cương lắc đầu từ chối, vẫn canh giữ bên người như hữu đạo một tấc cũng không rời, tiếp tục duy trì cảnh giác cao độ. Dường như vân cơ có thể cảm giác được ngay cả nàng cũng nằm trong phạm vi đề phòng của viên cương. Đối với chuyện này, nàng không nhịn được quan sát thêm một chút, nàng đã sớm nhìn ra, lần này chỉ chứng minh thêm lần nữa mà thôi. Tên đại hồng kiểm này tuy là rất có cá tính nhưng có một chuyện không thể không thừa nhận, toàn bộ Mao Lư Sơn Trang sợ rằng không ai trung thành với nghiêu hữu đạo như gã được. Có thể cảm giác được, tính mệnh của Ngưu Hữu Đạo chính là tính mệnh của Viên Cương Gá, thậm chí là còn quan trọng hơn cả tính mạng của Viên Cương Gá, còn vội vã hơn, vì tính mạng của Ngưu Hữu Đạo, tên đại hồng kiểm này có thể hy sinh tính mạng của mình. Chuyện này không khỏi làm nàng âm thầm cảm khái, thảo nào Ngưu Hữu Đạo là một người có lý trí như thế lại không thể bỏ mặc tên đại hồng kiểm này được, cũng không làm cho tên đại hồng kiểm này phải chịu nguy hiểm hay mạo hiểm quá lớn. Nàng đi theo bên người Ngưu Hữu Đạo, đã tận mắt chứng kiến Ngưu Hữu Đạo nhiều lần lãnh khốc vô tình, cũng có thể nói là lãnh huyết ví dụ như thương thuộc thanh có làm cảm động như thế nào đi nữa cũng khó làm lung lay quyết định của hắn được. Ví dụ như hồng nương có cầu khẩn thế nào, hắn cũng không chịu ra tay cứu tây môn tình không. Khi trời hơi sáng lên, như hữu đạo đột nhiên thở ra một hơi, hai cánh tay giãn ra vòng một vòng rồi thu về đan điền, hai mắt chậm rãi mở ra, trong ánh mắt lại khôi phục thần thái, hai người ở một bên đều nhìn hắn. Như hữu đạo đối mặt với ánh nắng, đứng dậy, viên cương lập tức tự tay giúp một hồi, ân cần nói. Đạo ra, ngài không sao chứ, có thể không có việc gì mới là lạ, chỉ đau rát trên người thôi, không chết được. Đứng lên, như Hiếu đạo đẩy gã ra, gạt một mảnh da chết mỏng. Hai người phát hiện ra hắn nứt ra bay đầy da chết, giống như dần lột ra vậy. Như Hiếu đạo thi pháp run người lên, da chết trên mặt bay đi, còn có hai tay và cổ áo, tất cả chỗ y phục bị rách đều có da chết lột ra, bay tán loạn như hoa tuyết. Trên người rất nhiều chỗ rách, y phục đã bị phá nát lộ ra áo lót, bị xét đánh nát. Đường đường là đạo gia của Mao Lư Sơn Trang, lúc này nhìn thoáng qua như một tên khất cái. Vân cơ thi pháp làm sạch thứ bụi bặm đang bay đầy, quay đầu nhìn chầm chầm Nghiêu Hữu Đạo, sừng sốt một chút, phát hiện lúc này Nghiêu Hữu Đạo và Viên Cương giống y hệt nhau, dường như toàn thân cũng trở nên đỏ bừng, tóc xoăn lại, rất quái lạ. Phát hiện ánh mắt của hai người nhìn mình có phần cổ quái, Nghiêu Hữu Đạo hỏi. Nhìn cái gì, làm sao vậy, không có gì, hai người cùng nhau lắc đầu, Nghiêu Hữu Đạo xoay người nhìn về phía kim tự tháp, ánh mắt lóe lên suy nghĩ một hồi viên cương rất biết hắn biết vị đạo gia này vẫn còn đang hiếu kỳ trong lòng động tới vật ly kỳ cổ quái vị đạo gia này sẽ luôn có mong muốn thăm dò quả nhiên như hiếu đạo lại ngẩng đầu nhìn trời một cái chợt nói với vân cơ tu vi của ngươi cao hơn chút ngươi đi qua đó nện thử một cái xem vân cơ sửng sốt sau đó vội vàng từ chối tu vi của ta cao thì có ích lợi gì tu vi có cao tới đâu cũng không nhanh hơn tốc độ ánh sáng ở trong núi đã lâu, trời sinh sợ hãi lôi kiếp, tiểu yêu không dám thử đâu, rất khiêm tốn, ý là không dám đi. Như hữu đạo không miễn cưỡng, nhìn về phía viên cương, nghiêng đầu ra hiệu, người đi. A, à, viên cương thất kinh, đạo gia không cần phải tự đi chịu tội vậy chứ. Như hữu đạo lập tức có vài phần tức giận, bảo ngươi đi thì người cứ đi, nói nhảm cái gì chứ. Đối với vân cơ, hắn không tiện miễn cưỡng; đối với viên cương, hắn hiển nhiên không hề cố kỵ tới chuyện đó nếu gã không làm như vậy viên cương sẽ lúng túng nhưng rõ ràng đạo gia không phải người cố tình gây sự đạo gia phân phó như vậy tất có nguyên nhân chỉ có điều đi thử bị xét đánh không khỏi quá mức sợ hãi đi lá gan có lớn hơn nữa cũng chuyện này không liên quan gì tới gan lớn hay không mấu chốt là để bị xét đánh tâm lý vô cùng dày vò nếu như chuyện gì khác thì dễ nói rồi cho dù bảo gã đi liều mạng chịu chết gã cũng sẽ không nhíu mày chút nào nhưng chuyện để cho xét đánh này chính xác là dễ dàng làm dao động ý chí người ta đừng nói là xạ yêu như vân cơ bất cứ sinh vật nào trong lòng đều sợ hãi thiên lôi người cũng giống vậy chỉ có điều lời nói của nghiêu hữu đạo với gã vẫn có tác dụng họ viên cũng đích xác là một hảo hán cuối cùng vẫn kiên trì xoay người đi về phía kim tự tháp chính mắt nhìn cảnh đó vẻ mặt của vân cơ hơi co quắp ngẩng đầu nhìn bầu trời vô ý thức lui về phía sau mấy bước xác thực là rời xa nghiêu hữu đạo một chút sợ tên khốn này dở trò quỷ, không biết muốn làm thế này để làm gì, trốn xa một chút, tránh bị liên lụy. Dù sao cũng không thể tránh khỏi đạo gia bức bách, viên cương cắn răng một cái đột nhiên tăng tốc phóng đi, thả người nhảy lên bậc thang của đài, bắt đầu nhanh chóng leo lên từng bậc một. Người đứng lại đó cho ta, đứng ở phía dưới hai tay chống nạnh, như hữu đạo đột nhiên giống lên một tiếng. chương 1954, tìm kiếm tân thế giới. Đang leo lên, viên cương dừng lại, quay đầu nhìn xuống phía dưới, có chút bất ngờ, lớn tiếng hỏi. "Không đánh nữa." Trong lòng thầm thở phào một cái, cho rằng đạo gia thay đổi tâm ý. "Ai ngờ nghiêu Hữu đạo lớn tiếng nói, "Ai cho ngươi leo lên, xuống dưới, thử đánh ở dưới là được." Đưa tay chỉ tầng chót của kim tự tháp. Phía dưới, Viên Cương sừng sốt, quay đầu nhìn vị trí đỉnh tháp. Phần cơ cũng có chút ngoài ý muốn, không phải đánh lên trên mà đánh ở dưới sao? Viên Cương hiểu, đạo gia quả nhiên có dụng ý khác, hẳn là là đang thử nghiệm gì đó lúc này mới liên tục nhảy xuống, cuối cùng nhảy lên mặt cát, xoay người chỉ vào bậc thang đầu tiên, quay đầu lại hỏi. Ở đây sao? Nghiêu hữu đạo gật đầu. Ừ, ở đó là được. Dứt lời cũng vô ý thức lui về phía sau hai bước, cảm giác bị thiên lôi đánh không dễ chịu, bị đánh làm xuất hiện bóng ma trong lòng, hiện tại ra trên toàn thân còn đau rát, thân thể viên cương có thể chịu đòn hơn hắn. Động tác lui về phía sau khiến viên cương có chút chột dạ, nhưng vẫn kiên trì mạnh mẽ đánh ra một quyền, bùm như hữu đạo ngẩng đầu nhìn trời không phát hiện ra bất kỳ động tĩnh nào đột nhiên nói dồn lực lớn hơn nữa bùm quả nhiên viên cương tăng lực đạo lên đánh tiếp một quyền bầu trời vẫn không có phản ứng như hữu đạo quát người cù lét đấy à viên cương hít sâu một hơi hai quyền trước đó bởi vì trong lòng lo lắng nên chính xác là không dùng lực thật sự lần này cả người đều là khí thế nặng nề đột nhiên ya một tiếng trong tiếng hít thở đấm ra một quyền bùm đánh ra một tiếng vang dội một quyền này không thể đùa được, phát hiện tảng đá kia quả nhiên là cứng rắn, không giống như một tảng đá bình thường. Vù vù, bầu trời lại xuất hiện tiếng ầm ầm giống hôm qua, giống như động tĩnh đến từ hư vô. Vân cơ ồ một tiếng, không chỉ bên trên, đánh ở phía dưới cũng có phản ứng, làm sao người biết. Nhiều hữu đạo không để ý tới, ngoắc viên cương, nhìn dáng vẻ sợ chết của người kia, được rồi, được rồi, trở về đây. Vân cơ dò xét hắn một lượt, ánh mắt là lạ, nói thầm trong lòng, chính ngươi núp ở phía sau, còn không thấy ngại nói người ta sợ chết sao. Lần này viên cương thực sự thở phào nhẹ nhõm, sau khi trở về liền nói. Đạo ra, tảng đá kia xác thực là rất cứng rắn, dù ta chưa dồn toàn lực nhưng đổi lại là một tảng đá bình thường nhất định đã bị vỡ tan rồi. Tóc xoăn, mặt đỏ, như hữu đạo suy một tiếng. Biết ngươi ra dày thịt béo khí lực lớn rồi. Dứt lời lại ngẩng đầu nhìn trời một cái, viên cương hỏi, đạo gia có phải ngươi muốn kiểm tra thử xem thế nào không? Nghiêu hữu đạo buông tiếng thở dài. Chuyện chúng ta làm đúng là chán sống, có vấn đề ở đây, di tích này, xác thực mà nói là đại trận này được sắp đặt công năng có thể tự bảo vệ mình. Vân cơ, ý ngươi là nói trước đó bị xét đánh là vì bảo vệ đài cao này sao? Nghiêu hữu đạo gật đầu, trước ngươi cũng nói, tòa đài cao này có nguyên khí thiên địa dao động, trước đó ta liên tục đánh vào đã nhận ra điểm dị thường. Biết tia xét kia vì sao chỉ đánh ta không đánh các người không? Hai người đều lắc đầu, cũng chờ đáp án của hắn. Nhiêu hữu đạo giải thích, ta dùng sức càng mạnh, lực đến gột rửa nguyên khí của ta sẽ càng lợi hại. Một khi gặp phải thiên lôi, trên người ta bị gột rửa bởi nguyên khí có thuộc tính dao động, chính là thứ để dẫn dụ, chiêu xét tới. Vân cơ hiểu, nói cách khác, chỉ cần thiên lôi vừa xuất hiện, người nào nện lên đài cao này, thiên lôi sẽ đánh người đó. Nhiêu hữu đạo gật đầu, lực phá hoại càng mạnh, lực công kích của thiên lôi đánh ra sẽ càng mạnh. Trước đó ta xuất thủ sử dụng lực đạo không lớn, chỉ là đưa ra lời cảnh cáo, đợi khi ta phát lực mạnh hơn thì sẽ không còn là cảnh cáo nữa mà là tấn công trực tiếp. Ngắm nhìn bốn phía, cấp bậc hạt hoàng trong sa mạc này có nhiều lắm, đài cao đã đứng ở đây nhiều năm như vậy mà không bị đám bỏ cạp đó làm tổn hại, chắc là cũng bởi vì có tầng bảo vệ này. ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh tháp, đây là mắt trận đầu mối chặt đứt liên lạc giữa ngũ giới, vì tránh cho có người hành động phá hoại, người bài trận thiết trí biện pháp bảo hộ cường đại, ai dám phá hỏng lập tức sẽ phải chịu trời phạt. Nói cách khác, mục đích cuối cùng chính là vì bảo vệ mắt trận này không bị người ta làm hỏng. Chỉ lên đỉnh tháp, may là chúng ta không ôm lòng xấu xa mà tới, bằng không ngày hôm qua chỉ sợ cũng không chỉ đơn giản một tia xét như vậy thôi đâu, không khéo còn bị đánh cho tan thành mây khói. Vân cơ và viên cương nhìn nhau, rốt cuộc đã hiểu mục đích vị này thử nghiệm, đây là đang lấy thân thử nghiệm. Đã hiểu ý, vân cơ không khỏi thán phục, có thể bố trí đại trận huyền diệu như vậy, phục vụ phụ thương tụng này là đại năng giả bậc nào chứ? lớn như vậy cũng có thể thao túng được, không biết hiện tại tiên tung đang ở phương nào. Nếu hai vợ chồng này trở về, loạn tượng trong nhân thế chỉ sợ trong khoảnh khắc đã có thể bình định rồi. Như hữu đạo cảm thán, ở trong mắt của chúng ta có lẽ là đại năng giả, nhưng vũ trụ rộng lớn, không có gì là không thể, thế giới của chúng ta chỉ như muối bỏ biển, chỉ sợ là núi cao còn có núi cao hơn, hai phu thê đó chỉ sợ là không thể về được nữa. Vân cơ sừng sốt, thử hỏi, ý của ngươi chẳng nhẽ là bọn họ đã gặp nạn ư? Bằng vào tu vi của bọn họ còn có ai có thể làm khó được họ chứ? Ta chỉ là suy đoán mà thôi. Nhiêu hữu đạo lắc đầu cười gượng. Hắn đã xem qua ma điển, biết đại khái nguyên nhân nên tự mình tiến tới thế giới này. Biết Lyca để lại bản chép tay không phải là không muốn trở về, mà là chuẩn bị cho trường hợp nếu không thể về được. Còn như là nguyên nhân gì mà không về được thì không thể phỏng đoán. Nhưng nơi này có con nối dòng của phu thê Lyca, đã lâu như vậy mà không trở lại xem, tùy ý để binh biến, tàn sát có thể thấy được đã gặp phải biến cố gì đó thật sự khó trở về được được rồi không quản tới vợ chồng bọn họ nữa chuyện của vợ chồng bọn họ cũng không tới phiên chúng ta tới quan tâm chúng ta cũng không có năng lực bận tâm trước tiên tự quan tâm tới bản thân chúng ta đã như hữu đạo lần nữa ổn định tâm tình ngắm nhìn bốn phía thế giới này kéo dài vô tận trước mắt nếu đã tới thì nên tiếp tục thăm dò tìm tòi xem có gì kỳ quặc hơn những nơi khác không quay đầu nhìn về phía vân cơ ở chỗ này người cũng có thể phi hành không cần gò bó, không cần lo lắng bị những người khác nhìn thấy. Vân cơ, không phải là ngươi muốn để ta kéo hai người các ngươi bay khắp thế giới này đấy chứ. Tu vi của ta tuy cao hơn ngươi nhưng kéo hai người sống sờ sờ như các người bay không ngừng, thời gian quá lâu cũng không chịu nổi. Ngưu hiểu đạo, suy nghĩ nhiều rồi, nơi đây không phải có rất nhiều tòa kỵ phi cầm sao. Ừm, nhưng đầu ra hiệu cho viên cương, cũng hỏi viên cương. Tòa kỵ phi cầm ở đây cũng chưa từng phục tùng ai, người nắm chắc khống chế được không? Vân cơ đã hiểu ý của hắn, trước tiên nàng sẽ dẫn hai người đi tìm tòa kỵ phi cầm. Viên cương, còn chưa thật sự thử, nhưng đã tới thế giới này thì có thể thử xem. Lúc này Như Hữu Đạo cười nói với Vân Cơ, thử xem đi, đi thôi, Vân Cơ ngắm nhìn bốn phía, hình như có lo lắng. Cũng không biết trong thế giới này có tồn tại tu sĩ hay không. Nhiêu Hữu Đạo, kiểm tra kỹ rồi hắn nói, cũng không thể bởi vì lo lắng mà cứ vậy lùi về. Vân cơ cũng không nói thêm những lời khác, tay trái tay phải túm vào tay hai người, vèo một cái bay lên không chung, hướng đi chính là phương hướng lúc trước đoàn xích liệp điêu nhào tới. Bay ra sa mạc, lập tức tiến vào phạm vi đồng cỏ màu xanh minh mông vô bờ, mới phát hiện ra sa mạc dường như là cấm địa sinh mệnh, cũng có lẽ bởi vì sự tồn tại của bọ cạp. Lúc này ở phía dưới, núi non sông ngòi phập phồng vô tận, chim thức tự do bay lượt, một cảnh tượng sức sống bừng bừng xuất hiện trước mặt. Trường 1955, hình tượng 1 hoàn cảnh sinh tồn tốt như vậy nhưng lại không có ai dẫn theo hai người phi hành vân cơ có phần hoài nghi như hữu đạo chỉ sông đi xuống xem một chút buộc ba người hạ xuống bờ sông làm một tổ chuột hoặc là loài động vật nhỏ nào đó hoảng sợ chạy thục mạng như hữu đạo chỉ chỉ nước viên cương hiểu ý hắn thử xem nước ở nơi này có thích hợp dùng để uống hay không sau đó đi tới bên bờ sông ngồi xổm xuống lúc đang muốn ngồi xổm xuống lấy nước thủ thế của viên cương trượt ngưng lại nhìn chòng chọc vào trong nước dường như phát hiện ra gì đó như hữu đạo và vân cơ lập tức quan tâm giao giao trong nước có một con thủy quái nhe răng nanh phá tan mặt nước cái miệng lớn đầy răng nanh cắn về phía viên cương cạch viên cương đập ra một quyền gò má thủy quái nổ tung máu tươi có thể nghe được tiếng xương sọ vỡ nát thân thể dài hơn trưởng của thủy quái tung bay rơi vào trong nước văng bọt nước mãnh liệt đảo cái bụng trắng bơi về phía dòng sông chậm rãi chầm xuống như hữu đạo lắc mình tới bên cạnh viên cương phụ trách cảnh giới cũng đang quan sát tình hình trong nước, chợt không biết phát hiện ra cái gì, dần dần cúi đầu sâu xuống. Viên cương lưu tâm đến chuyện đó, không biết hắn đang làm gì, nhìn nơi hắn đang nhìn thử, cũng không phát hiện ra cái gì. Như hữu đạo chợt tự tay thi pháp dừng lại trên mặt nước ở dưới chân, cúi đầu, đầu lệch trái lệch phải tựa như đang soi gương, một tay còn kéo tóc xoăn của mình lên nhìn một chút. Vân cơ cùng viên cương nhất thời phản ứng lại, vị này chắc là đã phát hiện ra vấn đề tướng mạo của mình hiện tại rồi nhất thời hai người đều tỏ ra bận rộn, làm cái gì cũng không biết. Soi xuống mặt nước một lúc, như Hiếu Đạo ngẩng đầu, trao lông mày lại, nhìn chòng chọc cái này lại nhìn cái kia một chút, cuối cùng nói ra một câu. Bị sét đánh thành như vậy, có tình trạng tổn thương là rất bình thường, làm gì mà phải làm ầm lên như vậy. Vân Cơ quay đầu, dường như cảm thấy ngoài ý muốn nói. Người nào làm ầm lên chứ? Chúng ta có nói gì đâu? Gần mực thì đen, tính tình này của người ta thấy càng ngày càng giống hồng nương rồi. Nghiêu hiểu đạo chỉ về phía nàng nói một câu, có ý khiển trách, không biết vì sao lại bất mãn. Vân cơ khinh thường, còn quan tâm tới hình tượng của mình lắm, mình làm nhiều chuyện thất đức rồi bị xét đánh, trách ai. Thật xấu hổ, nhưng đầu đi không để ý tới nữa. Kỳ thực, trong lòng nàng đang nén cười, còn chưa từng thấy tên khốn trí tuệ vững vàng này phải chật vật như vậy. Nàng thật muốn để mọi người trong Mao lư sơn trang nhìn thử đạo ra trong mắt bọn họ bây giờ đang có dáng vẻ gì. Viên cương ngồi trồm hổm ở bờ nước, vẫn duy trì sự trầm mặc gã hiểu nghiêu hữu đạo biết vân cơ có đôi lời nói đúng đạo gia vẫn luôn tương đối quan tâm tới hình tượng của mình từ trước đến nay tóc tai gọn gàng không hề bị loạn chút nào thích tắm rửa thích sạch sẽ nào đã thấy mình lôi thôi thế này bao giờ kỳ thực lấy xuất thân của gã gã cũng cố gắng chán ghét tật xấu này của nghiêu hữu đạo lại không phải nữ nhân chú ý như vậy để làm gì chứ ngầm ăn ý với vân cơ nhưng không nói ra có tâm tư để cho nghiêu hữu đạo thích ứng nghiêu hữu đạo chỉ nàng được rồi, nữ nhân này tu vi rất cao, cũng không muốn nói nhiều, chợt chỉ vào viên cương đang ngồi. Còn ngươi nữa, thấy vậy vì sao không nói? Làm sao, ta trở nên giống ngươi nên ngươi rất vui có phải không? Dứt lời liền đá vào mông viên cương một cái. Tóm, viên cương nghiêng người một cái, nhào vào trong nước. Xe ngựa lay động, ra khỏi cửa thành, đang ngồi đàng hoàng trong xe ngựa. Sứ thần tấn quốc chú ở tề quốc Bách Khoan Nguyên mặt mang ý cười nhẹ, thỉnh thoảng đầy cửa sổ xe ra ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài hiện nay tấn quốc đắc thế có thực lực của một nước cường đại chống đỡ sau lưng sứ thần như gã cũng cảm thấy vinh quang đợi xác nhận đã rời xa cửa thành bách khoan nguyên uốn người nhấn xuống tấm gỗ đang dựa ở phía sau cầm điêu văn kéo một cái phía sau lộ ra mật thất trong không gian thu hẹp ôm người ngồi một mình trên mặt vết thương đã kết phải không phải ai khác chính là tây môn tình không vết thương trên mặt đều là khi uống khổ thần đang tự mình dày vò đệ tử của quỷ y đặt chân tới đây có người của hiểu nguyệt các theo dõi là do vị sứ thần tấn quốc này sử dụng lực lượng của tấn quốc hỗ trợ mang tây môn tình không ra khỏi thành bách khoan nguyên xê dịch thân thể ngồi sang một bên vỗ vào chỗ trống tây môn tiên sinh mời tây môn tình không xoay người ra ngồi ở chỗ trống không nói tiếng nào bách khoan nguyên nở nụ cười quỷ dị nhìn y uy danh của tiên sinh ta đã biết ta cũng rất kính phục tâm tư của tiên sinh ta cũng biết tiên sinh yên tâm bách mỗ chắc chắn sẽ tạo ra cơ hội cho tiên sinh báo thù bây giờ cũng chỉ có tấn quốc ta mới có năng lực ảnh hưởng tới quân tần tạo cơ hội tốt để tiên sinh báo thù tây môn tình không vẫn không hé răng trầm mặc bách khoan nguyên thấy thế thì cười không nói tấn quốc đương nhiên không có lý do gì giúp tây môn tình không cả chẳng qua là tiện tay giúp một lần mà thôi để tây môn tình không đi giết một vài người quan trọng của hiểu nguyệt các đối với tấn quốc không phải là một chuyện xấu nếu có thể làm rối loạn quân tần thì còn tốt hơn ngay cả khổ thần đan cũng không hàng phục được người này, không trông mong có thể giao ra cơ mật gì của vệ quốc. Nhưng tấn quốc tin nhất định trong tay của Tây Môn Tình không có nắm giữ một vài lực lượng bí mật của vệ quốc. Dù sao cũng là cao thủ đệ nhất thiên hạ, thích khách lợi hại như vậy nếu còn nắm lực lượng cơ mật của vệ quốc mà không phát huy chút giá trị thì không khỏi quá đáng tiếc. Tấn quốc cũng tin rằng Tây Môn Tình không sẽ không tiếc trả giá để sử dụng lực lượng cơ mật của vệ quốc để báo thù. Không biết đã đi được bao lâu, cũng không biết đã đi được bao xa, đoàn xe bỗng nhiên ngừng lại. Bách Khoan Nguyên mở mảnh cửa sổ ra chỉ vào một ngọn núi phía xa xa. Tây Môn Tiên Sinh nhìn thấy chưa, ở đỉnh ngọn núi kia sẽ có người tiếp ứng ngươi, cung cấp cho ngươi tất cả sự trợ giúp. Theo chân bọn họ đi thôi, ta không tiến xa thêm nữa, Tiên Sinh bảo trọng, ầm, xe ngựa đột nhiên chia năm xẻ bảy, một vệt kiếm ảnh sáng xanh lóe lên bốn phía như xét đánh vậy, đội nhân mã đi theo như gạt lúa mạch, bị đứt ngang eo, rào rào ngã xuống biến cố quá mức đột ngột, tất cả mọi người trở tay không kịp. Không trung xuất hiện người phù trên kiếm, một tia kiếm lam quang chém thành huyết vũ. Hơn 10 pháp sư hộ tống liên thủ vây công, hỗn loạn tương bừng, lam quang kiếm ảnh lóe ra khắp nơi. Máu loãng văng khắp nơi, lam quang kiếm ảnh không ngừng hiện lên, trên mặt là vết sẹo, mặt không thay đổi, tây môn tình không hạ xuống đất hiện hình, trên tay cầm một thanh thiên kiếm phủ vừa mới giành được. Hơn 10 người vây công chỉ còn ba người nơm nớp lo sợ đứng ở cách đó không xa khuôn mặt ba người hoảng sợ, nhiều người như vậy lại không chịu nổi một kích của đối phương, mấy chục người ở đây trong nháy mắt đã bị mất mạng, nhanh. Quá nhanh, ba người đã cảm thấy sợ hãi, hôm nay lại thấy được thực lực của cao thủ đệ nhất đan bảng, thật kinh khủng. Người lái xe ngựa sớm đã thất kinh, kéo xe ngựa đã nát bấy chạy nhanh, dưới sự sóc này, trên xe có một cỗ thi thể lăn xuống, xác thực mà nói là hai đoạn thi thể. Bị cắt ra từ ngực, bách khoan nguyên trợn to hai mắt, miệng còn đang há hốc. Còn lại hơn 10 tên hộ vệ là quân của tấn quốc đều cầm vũ khí không biết nên làm thế nào cho phải, không ai dám tới gần Tây Môn Tình không. Ba gã tu sĩ may mắn còn sống sót quay đầu liếc nhìn Bách Khoan Nguyên, đột nhiên phát hiện Tây Môn Tình không mắt lạnh nhìn họ, ba người dường như đồng thời lắc mình thoát đi. Bách Khoan Nguyên đã chết, đã mất đi giá chỉ cần bảo vệ, bọn họ không cần thiết đi liều mạng vì người chết. chương 1956, hình tượng 2 Tây Môn Tình không đột nhiên lắc mình một cái, lên xuống mấy cái đuổi theo một con ngựa đang chạy hoang, phi thân cưỡi lên nó, túm dây cương điều chỉnh phương hướng, hai chân đập vào bụng ngựa, phi một đường vào sâu trong thảo nguyên. Trên một bãi cỏ, mấy cái lều vải nằm cạnh nhau, một con ngựa chạy vội tới, phóng người nhảy vọt qua hàng rào bảo vệ sông trực tiếp vào đó, làm đám dê bò hoảng sợ chạy tán loạn. Người đang chăn thả trong sân, còn cả chủ bãi cỏ chạy ra, rối rít rút yêu đao. Tây môn tình không rủi ngựa đến trước mặt chủ của bãi cỏ, gìm cương để ngựa dừng lại, từ trên cao nhìn xuống người bên dưới. Sau khi nhận ra khuôn mặt có dấu vết kinh khủng này là ai, chủ bãi cỏ nhanh chóng thu đao, ra dấu tay với mọi người xung quanh đang vây y lại, người bao vây lúc này mới tách ra, tứ tán, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, kỳ thực đang đề phòng bốn phía. Nơi đây thật ra là một cứ điểm ở vệ quốc của vụ phủ, Tây Môn Tình không từng tới rồi. Chủ bãi cỏ tóm được dây cương, trong mắt là thần sắc bi thống, ngước nhìn y run giọng nói nghe nói văn tiên sinh gặp nguy hiểm không ngờ còn có thể gặp lại tiên sinh tây môn tình không không thể hiện quá nhiều bi thương với gã xoay người nhảy xuống ngựa bước vào trong lều đi thẳng tới trước án ôm lấy sữa ấm ngẩng đầu uống ửng ực đứng ở phía sau chủ bãi cỏ đã nghẹn ngào thành tiếng ngửa đầu lệ rơi đầy mặt quốc phá quốc chủ cũng đã chết buông sữa ấm ra lấy tay áo lau miệng tây môn tình không đưa lưng lại hỏi di thể của huyền vi tới đâu rồi chủ bãi cỏ nước nở nói di thể của quân thượng đã bị Ngọc Thương mang về tiền tuyến của quân tần rồi. Tây môn tình không, xác nhận xem điểm tiếp ứng bên kia còn tòa kỵ phi cầm hay không, lập tức sắp xếp cho thỏa đáng, ta muốn dùng, lại tìm cho ta một thanh kiếm tốt, tốt nhất là sắp xỉ với thanh trước đó. Chủ bãi cỏ gạt lệ, tiên sinh muốn, tây môn tình không xoay người, khuôn mặt có chút giữ tận đối mặt với đối phương, gần từng chữ. Lập tức đi sắp xếp, lúc trời sắp hoàng hôn, chủ bãi cỏ trở về mang theo một cái bao, hai tay đưa tới trước mặt tây môn tình không đang khoanh chân ngồi tính tọa trên giường tỏa kỵ phi cầm tiếp ứng ở bên ngoài đã bố trí thỏa đáng đã ra lệnh bên ngoài trở lại thì sẽ đợi tây môn tình không trợn mắt tự tay cầm bao bố dao dao pháp lực truyền vào đó bao bố vỡ vụn bay tứ phía hai tay bắt kiếm rút kiếm ra nhìn thử sau khi thử xong thì xoạch một tiếng tra lại vào bao đứng dậy chộp mấy sợi dây tới buộc kiếm đeo lên sau lưng nhìn thấy một cái áo choàng xám đang treo trên cây cột trong lều vải y tiện tay lấy ra, hai tay rũ một cái khoác lên người mình, buộc lại dây trên cổ, vành nón lộn lại che lên đầu che cả nửa mặt, nhanh chóng rời đi. Chủ bãi cỏ chợt đi lên phía trước kéo cánh tay của y lại, kích động hỏi. Tiên sinh muốn đi báo thù cho quân thượng ư, tây môn tình không, tránh ra, chủ bãi cỏ, tiên sinh xin nghĩ lại, đó là cảm bẫy đó, Ngọc Thương mang thi thể của quân thượng từ tề kinh đi chính là vì muốn dụ dỗ tiên sinh. Tây môn tình không, nếu ta không chết, thi thể của huyền vi sẽ vĩnh viễn không được an bình chỉ có thể chịu nhục chủ bãi cỏ đau đớn nói trên tay tiên sinh tất có cơ mật của vụ phủ do quân thượng giao phó bọn ta nguyện ý nghe hiệu lệnh của tiên sinh có thể âm thầm tập hợp lại hoàn thành di trí của quân thượng giành lại non sông vệ quốc hiểu nguyệt các có thể phục tần bọn ta chưa chắc không thể làm được tiên sinh người sống sót của vệ quốc đang ngẩng đầu ngóng trong đó cánh tay của tây môn tình không run lên chấn động làm đối phương lảo đảo lui lại mấy bước tiếp tục đi nhanh rời đi Huyền Vi đã chết, về quốc còn quan hệ gì với ta đâu. Tiên sinh, chủ bãi cỏ đuổi theo, mắt mở trừng trừng nhìn Tây Môn Tình không giữ ngựa xoay người phóng lên, không khỏi hô lớn. Bọn ta làm sao bây giờ? Bọn ta làm sao bây giờ? Tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên, Tây Môn Tình không đã phóng ngựa nhanh chóng lao ra, ngựa nhảy qua lan can một cái, lần nữa tăng tốc xong rồi. Mũ mảnh che mặt bị gió thổi bay, Tây Môn Tình không nhìn phía trước, mặt không chút thay đổi, ở dưới ánh tà dương, ở trong gió, một đường vượt qua bụi khói mà đi, đi xa. A, à, chủ bãi cỏ quỳ trên đất ngẩng đầu nhìn trời bi hống, lệ rơi đầy má. Băng tuyết cát, đang ôm tiểu hài tử bồi hồi, thần sắc của xuyên dĩnh đột nhiên kịch liệt co quắp, bước chân cứng đờ, sau khi căng mặt phản ứng liền lập tức xoay người đi tới một bên, chuyển tiểu hài tử cho hạ nhân bế thay. Chính y lại vội vã rời đi, đi thẳng vào phòng của mình. Đóng cửa một cái, bước nhanh đến trước bàn trang điểm, đứng ở trước gương, nhìn gương mặt mình trong gương, sau khi pháp lực chậm rãi thư giãn, da thịt trên mặt lại dần dần có thế vặn vẹo. Nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân đi qua, y mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, dáng vẻ hết hồn. Đợi tiếng bước chân đi qua mới thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về hình bóng mình trong gương, hầu kết rung động lần nữa thi pháp về phía cái gương, khiến cho mặt mũi ngừng vặn vẹo, khôi phục lại bình thường, sau đó nhanh chóng suốt môn rời đi. Rời khỏi băng tuyết khác, bay vút qua cánh đồng tuyết mịt mờ, bay vào trong núi tuyết lúc đi ra khỏi núi tuyết đã đội mặt giả lên đổi lại trang phục thay đổi một dáng vẻ khác nhanh chóng bay vút đi xông tới bên trong cốc chuyên giao dịch người đến người đi của băng tuyết khác hạ xuống trên đường có một dãy cửa hàng bước đi nhanh tìm được một cái cửa hàng ngẩng đầu nhìn thử rồi liền xông vào đi tới trước quầy bàn tay lấy ra một tấm bảng hiệu cho trưởng quỹ xem sau khi trưởng quỹ nhìn thấy liền ra hiệu bảo tiểu nhị ra cửa trông coi sau đó dẫn xuyên dĩnh đi thẳng vào sâu bên trong hai người vào một gian nhà trong xuyên dĩnh chủ động đóng cửa lại sau đó tiến lên kéo tay trưởng quỹ trầm giọng hỏi thuốc đâu tại sao còn chưa đưa thuốc tới vì sao còn chưa đưa tới cho ta trưởng quỹ khoanh tay đứng đó im miệng không nói gì thuốc ở chỗ này của ta không biết từ chỗ nào trong phòng đột nhiên truyền tới giọng nói của một người khác người nào xuyên dĩnh nhanh chóng nhìn xung quanh cót két một cái tủ đứng trưng bày ở bức tường bị đẩy ra có một người đi ra từ trong đó không phải ai khác chính là trưởng lão hắc thạch của thiên ma thánh địa xuyên dĩnh ngơ ngẩn chật sợ hãi hành lễ tham kiến trưởng lão hắc thạch khẽ nâng tay vị trưởng quỹ kia lúc này mới chắp tay lui xuống trong phòng chỉ còn lại hai người không được miễn lễ xuyên dĩnh vẫn duy trì thái độ chắp tay không người hắc thạch chậm rãi bước tới đi vòng quanh y vài vòng sau đó đứng ở chính diện của y giơ tay lên vỗ vào đầu vai y thân thể xuyên dĩnh run lên nhìn thấy không có việc gì xuyên dĩnh mới vừa thở phào nhẹ nhõm Ai ngờ hắc thạch đột nhiên xuất thủ, điểm liên tục trên người y vài cái, hạ cấm chế. Pháp lực bị quản chế, xuyên dính cả kinh, ngẩng đầu. Trưởng lão, ôi chao, không cần lo lắng đâu. Hắc thạch khoát tay áo, lại chắp tay cười hỏi. Sống với gia đình tuyết lạc nhi có ổn không? Xuyên dính vội hỏi, thuộc hạ biết chức trách của mình, nơm nớp lo sợ như dẫm lên băng mỏng, sợ bị nhìn thấu. Hắc thạch gật đầu, tốt, còn nhớ chức trách của mình là tốt rồi, còn tưởng ngươi say đắm trong ôn hương, đã quên mình là hạng người nào rồi. Xuyên dĩnh, không dám quên, hắc thạch hất cầm một cái, ý bảo, lấy mặt giả xuống, trưởng lão, hửm, lời của xuyên dĩnh ra đến khóe miệng lại nuốt vào, chậm rãi nâng hai tay lên, chậm rãi kéo mặt giả trên mặt xuống, lộ ra hình dáng thật. Nhưng dáng dấp này cũng khiến hắc thạch không nhịn được mà nhíu mày, so với xuyên dĩnh trói lọi trước đây tưởng như hai người. Da mặt chảy xệ, mất đi pháp lực chống đỡ, da thịt hoàn toàn sụp xuống, khuôn mặt trầm lại, Màu tóc cũng có dấu hiệu xám trắng, nói chung đủ loại dấu hiệu không thể dùng từ xấu xí để hình dung được, so với xuyên dĩnh lúc trước quả thực là một người trên trời một người dưới đất. Chương 1957, đại lôi âm tự. Dường như xuyên dĩnh nhìn ra dáng vẻ của mình xuyên qua dáng vẻ của đối phương, cúi đầu không nói. Hắc Thạch lại giơ tay lên vỗ vào đầu vai y, đẩy y tới bên cái gương treo trên tường. Nhìn thử đi, tự nhìn dáng vẻ của bản thân ngươi đi. Xuyên dĩnh không muốn nhìn nhưng không dám không nghe theo chậm rãi ngẩng đầu, kết quả chỉ nhìn thoáng qua liền nhanh chóng quay đầu sang một bên run giọng nói. Trưởng lão, thuốc của ta, ngươi là nói cái này sao? Hắc thạch trở tay lấy ra một viên thuốc trong suốt màu hồng kèm theo một chút dịch trong suốt kẹp ở giữa hai ngón tay, quơ quơ. Xuyên dĩnh nhất thời sáng mắt lên không nhịn được vươn tay ra muốn cầm. Hắc thạch nhẹ nhàng quay người lại, tránh được, đi lùi ra. Bắt hụt, xuyên dĩnh chậm rãi quay đầu nhìn, vẻ mặt là thần sắc xoắn suýt. Nhìn viên thuốc kẹp giữa hai ngón tay, hắc thạch cười ha hả nói bí thuật luyện chu nhan đan của ma giáo thật đúng là đồ tốt người hiểu rất rõ sau khi dùng nó sẽ có bao nhiêu nữ nhân thần hồn điên đảo vì ngươi bao nhiêu mỹ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ ngươi có bao nhiêu thiếu nữ chủ động cởi áo nới dây lưng cho ngươi ngay cả các chủ của băng tuyết khác cũng không chống lại được mị lực của ngươi nhân tài lại được cả nhan sắc thực sự là hưởng hết phong lưu lão phu cũng phải hâm mộ quay đầu nhìn về phía y nói diếu Ngươi thử nhìn lại dáng vẻ giống quỷ của ngươi bây giờ đi, đợi sau khi dược lực hết hoàn toàn, ngươi sẽ có dáng vẻ xấu xí không chịu nổi, dù cho Tuyết Lạc Nhi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ngươi chỉ e cũng sẽ bị ngươi dọa sợ, nàng còn có thể thích ngươi nữa sao?" Hầu Kết xuyên dính run lên, "Trưởng lão, thuộc hạ vẫn chưa làm gì sai." Sắc mặt của Hắc Thạch lạnh lùng, "Phải không? Sao những chuyện ta bảo ngươi làm đến giờ sao còn chưa thấy có hiệu quả? Chẳng lẽ là lời của ta bọn họ còn chưa truyền đạt cho ngươi ư?" Xuyên Dính vội đáp, trưởng lão hiểu lầm rồi, việc này không phải chuyện đùa, thuộc hạ không thể mạo muội hành động, còn đang suy nghĩ biện pháp, bây giờ đã có dự định, chuẩn bị hành sự rồi. Hắc thạch nhớn mi nói, phải không, xuyên dĩnh, trước mặt trưởng lão, không dám nói dối một câu, Hắc thạch cười như không cười, nói như thế, chuyến này ta đi cũng không uổng công rồi. Cầm lấy đi, viên thuốc giữa ngón tay bắn ra, xuyên dĩnh hoảng sợ vội vàng vươn hai tay ra đón được, Dường như không chút nghĩ ngợi lập tức nhét vào trong miệng của mình nuốt xuống, rất sợ người khác đoạt mất. Hắc Thạch bấm tay đánh ra mấy luồng pháp lực giải trừ cấm chế trên người y. Xuyên Dĩnh đứng tại chỗ nhắm hai mắt lại, thì pháp luyện hóa đan dược, kích thích dược lực. Một màn thần kỳ dần dần xuất hiện trên mặt y, dần có hồng quang theo huyết mạch tuôn lên hai gò má, da trên mặt dường như được rót vào sức mạnh thần kỳ gì đó, màu da dần trắng trẻo giống như lòng trắng trứng, da thịt chảy xệ dần dần săn chắc. Nhìn xem ngọn núi cao phía trước giường như bị cái gì đó bổ ra. Ba con tỏa kỵ phi cầm màu lông thuần trắng bay lượn ở trên bầu trời, mỗi con có một người ngồi ở trên, ngón tay của vân cơ chợt chỉ về phía dãy núi cao vút phía trước nói. Như hữu đạo và viên cương cùng nhìn, ngọn núi cao lớn nguy nga, có thể nói đây là dãy núi cao nhất kể từ khi bọn họ đi vào giới thứ năm. Khí tượng của dãy núi kia lồng lộng bất phàm, mây trôi lững lờ như ẩn hiện ánh sáng mở bao phủ, ở giữa hơi có chỗ hồng. Ban đầu hai người còn tưởng rằng là vết hồng tự nhiên, nhưng được phân cơ nhắc nhở, hai người nhìn kỹ một lần nữa, từ sơn mạch bị nứt ra mà phán đoán, dường như thật sự là bị cái gì đó bổ ra. Nghiêu hữu đạo giơ tay lên ra hiệu, trong miệng viên cương vang lên tiếng ô ô, đồng thời chỉ huy ba con tuyết phú phi cầm bay về phía đỉnh núi cao nhất. Đến nơi hạ xuống đất, ba người nhìn quanh đỉnh núi bị cỏ dại dây leo bao trùm, đi bộ kiểm tra, phát hiện di chỉ kiến trúc hoang tàn, hư hại. Có thể nhìn ra được, trên núi này vốn dĩ có một khu nhà vô cùng khoáng đạt, Ba người không cảm thấy kỳ quái với chuyện này, bởi vì mấy ngày nay ở trong thế giới này kiểm tra xung quanh đã phát hiện ra có gì chỉ từng có người ở đều không ngoại lệ bị vũ lực làm tổn hại. Trước đó khi di chỉ hoàn hảo dường như phát sinh trận tranh đấu vô cùng mãnh liệt. Còn có một số chuyện rất kỳ quái, mặc dù phát hiện ra một vài di chỉ nhưng dường như cũng là kiến trúc chùa miếu của Phật giáo. Từ một vài hình vẽ điêu khắc trên di tích là có thể nhìn ra chỉ có di tích chùa miếu nhưng không phát hiện ra bất kỳ di tích thành thị nào. Các loại dấu hiệu đều thể hiện nơi đây dường như là thế giới của Phật tử, cũng không có dấu hiện thế tục nhân sinh tồn tại. Chỉ có Phật tử, nhưng không có dấu hiệu của tín đồ thế tục tồn tại, chuyện này không khỏi có chút khó tin. Cần biết rằng bất luận giáo phái gì cũng cần phải được tín đồ cung cấp, phụng dưỡng, làm sao có thể chỉ có hoa quả mà không có gốc dễ chứ. Trước mắt thì bọn họ chưa phát hiện bất kỳ nhân loại nào trong thế giới này, thế giới này đã thành thế giới của chim muông thú vật, không có nhân loại quấy rối Di chỉ có quy mô to lớn trước mắt được dây mây bao trùm, từ một vài hoa văn điêu khắc đổ nát thì hiển nhiên đây cũng vẫn là một di tích Phật giáo. Giao giao, viên cương đột nhiên dùng chân khêu mặt đất một cái dẫn tới nhiều hữu đạo và vân cơ đang kiểm tra xung quanh đều quay đầu lại nhìn. Hình như viên cương có phát hiện, ánh mắt nhìn về phía một chỗ hình vuông, bề ngoài dường như là con đường có cổng, đi thẳng tới. Nhiều hữu đạo biết gã am hiểu việc căn cứ vào một ít manh mối tiến hành điều tra tìm kiếm loại trừ, chắc là đã phát hiện ra gì đó, nhìn Vân Cơ một cái, đi về hướng Viên Cương đang đi tới. Viên Cương đi tới một chỗ thì dừng lại, kiểm tra xung quanh. Nhiêu hữu đạo đến gần hỏi, làm sao vậy, viên cương, đạo gia, vị trí này chắc là phương vị đại môn của toàn bộ tòa kiến trúc này. Gã nói vậy làm nhiêu hữu đạo hơi suy nghĩ, đã hiểu ý của gã. Xoạch, viên cương rút đao sau lưng ra bắt đầu gạt cỏ tìm tòi. Vân cơ hoài nghi hỏi nhiêu hữu đạo, tìm gì vậy, nhiêu hữu đạo, kiểm tra đã rồi nói, một hồi lâu sau, viên cương chợt khom lưng, rào rào, vạch trong đống phế tích ra một tấm biển lớn dài, sau đó quay đầu hô lên. Đạo ra, tìm được rồi. Như hữu đạo lắc mình tới bên cạnh gã, chỉ thấy gã vần một tấm biển có chữ viết ra, dường như rất nặng, tấm biển tuy bị bao trùm bể dâu nhưng vừa nhìn qua là biết chế tạo từ kim loại. Vân cơ ghé vào xem, rốt cuộc hiểu rõ viên cương đang tìm cái gì. Là một tấm biển, chỉ có nửa đoạn, như hữu đạo thi pháp dẹp sạch bụi bẩn tấm biển, lập tức lộ ra hình dạng phía sau. Phân cơ cúi người tự tay đưa ngón tay chạm vào, nói. Là chế tạo từ thiên ngoại tử kim hiếm thấy, nửa tấm dài khoảng nửa trượng, cả một tấm biển không biết lớn thế nào, chùa miếu gì lại dùng tấm biển lớn như thế. Tự, chùa, như hữu đạo nhìn chằm chằm chữ viết trên bức hoành thì thầm một chữ, chỉ có thể nhìn được một chữ tự rõ ràng, nửa chữ khác thì bị cắt ra rồi, không biết là chữ gì. Phân cơ sờ sờ mặt vỡ, hít một hơi khí lạnh, đây là bị lợi khí hoặc là vật gì đó chém ra thiên ngoại từ kim cứng rắn như thế mà mặt cắt lại gọn gàng như vậy thực lực của người xuất thủ khó có thể tưởng được đi xung quanh tìm kiếm viên cương lại tha tới một tấm biển nặng nữa nửa tấm biển khác bị gã tìm ra rồi có phần tốn công tha qua đây hai khúc của tấm biển bị cắt ra cuối cùng được ghép lại thành một nhiều hữu đạo thi pháp làm sạch bụi bẩn bên trên rốt cục thấy rõ chữ ở phía sau là một chữ âm toàn bộ bức hoành tổng cộng có bốn chữ tên là đại lôi âm tự sau khi thấy rõ bốn chữ này, Nghiêu Hữu Đạo và Viên Cương trợn mắt há hốc mồm một lúc, sau đó nhìn nhau. Chương 1958, Bảo Mộ 1, 1. Vân Cơ nhìn chằm chằm tấm biển, nói thầm, chữ viết giống với ở nhân gian, Đại Lôi Âm Tự, cái tên thật là khí phái. Viên Cương đột nhiên thử hỏi Nghiêu Hữu Đạo một câu, "Đạo gia, Đại Lôi Âm Tự này là Đại Lôi Âm Tự kia sao?" Nếu như đời trước chắc chắn gã sẽ cho rằng là giả, nhưng sau khi đi tới thế giới tu hành này, tận mắt thấy được những việc quỷ quái thì gã cũng không có nắm chắc. như hữu đạo, người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? viên cương, lẽ nào nơi này chính là nơi trong truyền thuyết? nếu là thật, phật pháp vô biên trong truyền thuyết sao lại biến thành như vậy? vân cơ quay đầu lại hỏi, truyền thuyết gì? sao ta chưa nghe nói tới? như hữu đạo lắc đầu thể hiện mình cũng không hiểu, cũng cau mày lẩm bẩm. trầm phật địa, trầm phật địa, cách giải thích này quả nhiên có chút đạo lý. buông tiếng thở dài, lại ngắm nhìn bốn phía. Mọi người quan sát xa hơn xem xem có thể phát hiện ra gì nữa không. Ba người tách ra đi tìm kiếm, nhưng đều không tìm được cái gì hữu dụng, thứ then chốt đã có nhưng ba người đều khó nhìn ra manh mối gì. Cuối cùng, ba người tập hợp lại trước vực sâu vạn trượng nứt ra ở giữa ngọn núi, gió trời thổi vù vù. Vân Cơ chợt bay lên không, quan sát từ trên cao một lúc rồi hạ xuống, thán phục nói: "Không chỉ mình ngọn núi này mà toàn bộ dãy núi vắt ngang dường như bị sức mạnh gì đó bổ ra." dãy núi rộng chừng trăm dặm như bị chặt nứt, đó sẽ là một đòn kinh thiên động địa bậc nào, nếu thật là như thế không khỏi quá khó có thể tưởng tượng được, thực lực này sợ là có thể hủy thiên diệt địa. Đi, đi xuống xem một chút, như hữu đạo nhìn xuống dưới vực sâu vạn trượng, tự mình nhảy xuống đầu tiên. Vân cơ thì túm lấy cánh tay của viên cương, cũng nhảy xuống theo. Bên dưới vực sâu vạn trượng, ba người đi một lượt, nhưng vẫn chưa phát hiện được vật gì có giá trị. Nơi đây giống như một chỗ bị một lực lớn chém ra mà thôi sau đó ba người lại quay trở về đỉnh núi, một lần nữa nhìn quanh thế giới này. Ba người phát hiện càng thăm dò càng cảm thấy nghi ngờ, không biết suốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết xảy ra lúc nào. Tóm lại ba người có thể cảm nhận được biến cố của thế giới này chắc hẳn đã xảy ra từ cách đây rất xa xôi. Từ một ít dấu vết tang thương có thể nhìn thấy được, vượt xa thời đại vũ chiêu, chỉ là không biết vợ chồng thương tụng có liên quan gì với những thứ này hay không. Xử lý bức hoành phi kia một chút đi nghiêu đạo hữu đang đứng suy tư bên vách núi bỗng nhiên quay đầu lại nhắc nhở một tiếng viên cương hiểu ý của hắn sau này đoạn ô thường có thể sẽ đến đây nếu không xử lý hai bức hoành phi kia người có kinh nghiệm một chút sẽ có thể nhìn ra được có người đến đây đụng tới nó viên cương rất có kinh nghiệm xử lý những thứ này hắn ta xoay người đi xử lý mà nghiêu đạo hữu lại tìm kiếm bên trong đống phế tích cuối cùng hắn tìm được một trụ đá bị cắt đứt tiến hành đánh bóng khắc chữ khắc hoa văn vân cơ nhìn ngó xung quanh bước tới phát hiện hắn đang làm cái này nàng ta nhìn một hồi không hiểu hỏi ngươi đang làm gì vậy làm món đồ chơi nhỏ như đạo hữu đang tập trung làm thuận miệng đáp lại một câu vân cơ nhìn kỹ xem hắn đang dở trò quỷ gì nhưng vẫn không hiểu hắn đang làm gì nàng ta chỉ xem hiểu hai chữ khác ở trên bảo mộ lại nhìn hoa văn hắn điêu khắc là một bức tranh vẽ nhìn tiếp thì thấy trên đó có một số người đang khuân vác món đồ chôn cất gì đó cái này kết hợp với cái tên bảo mộ đúng là tên như ý nghĩa bọn họ đang chôn cất món bảo bối gì đấy. Vân cơ hơi cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới vị này còn có bàn tay làm thủ công tinh xảo như thế, chỉ là càng xem càng cảm thấy hồ đồ. Nàng ta nhịn không được lại hỏi thêm một câu, rốt cuộc ngươi đang làm gì thế? Như đạo hữu nói, ngươi sẽ hiểu thôi, không lâu sau viên cương trở lại, thấy thế cũng hỏi. Đạo gia, đây là cái gì? Như đạo hữu nói, cho ngươi đấy, viên cương ngạc nhiên hỏi lại, cho ta, trong lúc nói chuyện, như đạo hữu đã làm xong, lúc đứng dậy, hắn vỗ vỗ khúc trụ đá kia nói. Mang đi, sau đó hắn lại nhìn chung quanh, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có như vậy, chắc hẳn không có vấn đề lớn, bên ngoài chúng ta rời đi quá lâu không thích hợp lắm. Đi thôi, trở về thôi, viên cương không nói hai lời, khiêng nửa khúc trụ đá kia trên vai, trụ môi phát ra tiếng kêu ô, ô, ô. Ba con chim tuyết vũ đậu ở phía xa đều vỗ cánh bay lên, lướt về phía ba người, ba người nhảy lên, thuận thế bay lên bầu trời. Một đường bay xa, một lần nữa đáp xuống biên giới sa mạc, cũng nhìn thấy tòa đài cao dễ thấy trên mặt đất kia. Lúc gần tới, như đạo hữu thả người xuống, sau đó vân cơ cũng nhảy xuống. Viên cương lại điều khiển chim tuyết vũ lao xuống, như đạo hữu rơi xuống chóp đỉnh kim tự tháp, vân cơ cũng bay xuống theo. Lúc chim tuyết vũ lướt qua, viên cương thuận thế rơi bên cạnh hai người, lại ngửa mặt lên trời hét một tiếng dài, ba con chim tuyết vũ bay ngược lên bầu trời, từ đó tự do rời đi. Sau khi nhìn theo ba con chim tuyết phú rời đi, hắn ta quay đầu lại phát hiện như đạo hữu lại đang đưa tay ra dò xét cái rãnh của chóp đỉnh. Phần cơ hãi hùng khiếp phía nói, ngươi lại muốn làm gì hả? Vẫn chưa bị xét đánh đủ phải không? Đúng là hết chuyện để nói mà, như đạo hữu liếc một cái, mặc kệ nàng ta, tiếp tục giơ tay dò xét. Từ thủ pháp của hắn, viên cương nhìn thấy hắn đang đo kích thước. Đợi một lát, như đạo hữu giơ tay đòi khúc trụ đá lúc nãy, sau đó gác lên đỉnh đá vuông rút kiếm trong tay len keng một tiếng bắt được một mặt điêu khắc bị gãy vỡ kia lúc bắt đầu vân cơ và viên cương không hiểu ý gì sau khi nhìn thấy đường viền xuất hiện hai người mới hiểu ra gã này là đang đối chiếu cái rãnh để làm cái mấu nối hắn muốn dựng khúc cột này lên đây ánh mắt vân cơ lóe lên lại nghĩ tới bức vẽ khác trên trụ đá còn có hai chữ bảo mộ đột nhiên hiểu ra nàng ta kinh ngạc nói nghiêu hữu đạo ngươi lại muốn hại ai nguyên nhân rất đơn giản nếu ai tới đây khi nhìn thấy điêu khắc trên trụ đá này sẽ lầm tưởng đài cao này là nơi chôn giấu bảo bối, chắc chắn sẽ mạnh mẽ mở ra. Mà hậu quả của việc mạnh mẽ mở ra là gì? Từ việc Nghiêu Hữu Đạo bị xét đánh qua có thể biết được sẽ xảy ra chuyện gì? Vân Cơ nói, người muốn dụ dỗ ai đến đây, sau đó lợi dụng uy lực của trận này chu diệt hắn ta. Nghiêu Hữu Đạo vừa bận rộn vừa cười lạnh nói, ta ăn no rừng mỡ còn tạm được, người nói dụ dỗ ai đây? Vân Cơ, đoạn ô thường, như Đạo Hữu nói, đoạn ô thường không cần dụ dỗ hắn ta biết cách vào đây, hắn ta cũng biết đài cao này là gì. Chiêu này không có tác dụng với hắn ta, tạm thời cũng không tiện cho những người khác của cửu thánh biết, nếu không bất kể là ai vào đây, đều phải thông qua hầu tử, đây là đưa hầu tử về quỷ môn quan. Vân cơ ngờ vực, vậy ngươi thần thần quỷ quỷ làm cái này để làm gì? Như đạo hữu nói, vân đại tỷ, ta phát hiện ngươi càng ngày càng giống hồng nương. Chuẩn bị thêm một chút phòng ngừa chuyện không may, vân cơ vẫn không rõ, sau khi làm xong trụ đá như đạo Hiếu ôm trụ đá đứng thẳng cái mấu được sửa chữa lại chậm chậm nạm vào vị trí rãnh sau khi bỏ tay ra kích cỡ vô cùng thích hợp trụ đá dài khoảng 3 thước đứng vững trên đá vuông của đỉnh tháp sau khi xác nhận không có vấn đề gì như đạo Hiếu lại rút trụ đá ra cánh tay đột ngột bị rút ra khiến cho trụ đá lập tức nghiêng đổ vân cơ và viên cương đều sửng sốt trơ mắt nhìn trụ đá từ trên bậc tháp một đường lăn xuống cuối cùng theo quán tính nhảy lên đập xuống sa mạc hai người quay đầu nhìn như hữu đạo không biết rốt cuộc là hắn muốn làm gì. Như đạo hữu lại nói với viên cương, nhớ rõ vị trí rơi xuống. Viên cương không biết ý gì, nhưng biết rằng hắn làm như vậy chắc hẳn có nguyên nhân. Hắn ta liền so sánh quan sát vị trí rơi xuống của trụ đá một lát, sau khi xác định xong hắn ta gật đầu nói. Nhớ kỹ rồi, chương 1959, bảo mộ 2. Như đạo hữu quét sạch vụn đá còn sót lại ở hiện trường, một cái nhảy vọt lên, từ trên trời rơi xuống, nhẹ nhàng rớt trên mặt đất, lại ôm khúc trụ đá vốn loang lỗ dấu vết năm tháng một lần nữa bỏ ra công sức làm cũ trụ đá vân cơ và viên cương một người đi trước một người đi sau bước tới bên cạnh hắn nhìn sau khi xem xong vân cơ buồn bực nói thủ pháp nhìn như một kẻ điêu luyện không lẽ trước đây lúc ở trong thôn ngươi học làm thợ đá sao như đạo hữu nói cũng chẳng tranh lệch là bao khóe miệng viên cương cứng nhắc đợi sau khi làm xong như đạo hữu đỡ trụ đá đứng lên dán mắt vào viên cương về phần ngươi bây giờ ta lo lắng nhất chính là lữ vô song ta không biết rốt cuộc nàng ta đối với chuyện ở nơi này biết được bao nhiêu nhưng ta biết nàng ta chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách xuống tay với ngươi bằng vào thế lực và sức mạnh của nàng ta có rất nhiều chuyện khó đoán trước được có thể nói là khó lòng phòng bị nếu bây giờ ngươi không ở bên cạnh ta ta không chắc có thể lo lắng chu toàn cho ngươi được chỉ có điều vẫn hy vọng ngươi có thể cố gắng nghe ta khuyên một câu vẫn là câu nói ta đã nhiều lần nói với ngươi người cứng quá thì dễ gãy người biết nhu biết cương sẽ không thất bại người anh em không phải chuyện gì cũng đều cần mạnh mẽ gồng gánh như thế lỡ như bị ép đến bước đường cùng nhớ kỹ phải coi tình hình xem xét thời thế lỡ như bị lứ vô song tìm được đừng chỉ dựa vào sự dũng cảm của một mình mà hy sinh một cách vô nghĩa đừng dễ dàng đi liều mạng nhớ kỹ nơi này vẫn còn một đường lui cũng có thể bảo đảm một mạng của ngươi chết rất dễ nhưng sống sót lại không dễ dàng gì một khi tình huống không ổn đừng ngại luồn cúi để tìm đường sống đừng để cho ta đi một chuyến uống công người nghe rõ chưa vân cơ đã hiểu rõ vẻ mặt thay đổi nàng ta nổi lòng tôn kính phát hiện vị này thật sự vì bạn bè mà bỏ ra rất nhiều tâm huyết vẻ mặt viên cương hơi căng cứng gật gật đầu vậy thì nhớ kỹ nhớ kỹ vị trí của vật này như đạo hữu hét lên một tiếng giơ tay lên vỗ xuống ầm um, trụ đá vù một tiếng bị một trưởng của hắn đánh lèn vào trong cát không đội lên nữa viên cương nhìn chằm chằm vào vị trí trụ đá chìm vào cát lại quay đầu nhìn về phía móng tháp kim tự tháp, đếm khoảng cách và vị trí chôn giấu của trụ đá, cuối cùng gật đầu nói. Nhớ kỹ rồi, như đạo hữu vung tay lên, đi thôi, trở về thôi, bên trong lều lớn của doanh trại, phía trước bản đồ, là chiếu tự mình giảng giải trạng thái địch ta trước mắt cho đám người Ngọc Thương nghe. Ngoài lều, quách hành sơn nhanh chân đi vào, bước nhanh đến trước mặt Ngọc Thương bẩm báo. Sư tôn, thám tử báo Tây môn tình không đến rồi. Ồ, nhanh vậy sao? Ngọc Thương quay đầu xoay người, hơi bất ngờ nói, vết thương của y đỡ rồi sao? La Chiếu dừng lại nhìn hai người, y cũng nghe thấy một số chuyện xảy ra có liên quan đến tề kinh. Quách Hành Sơn nói, không rõ lắm, có bao nhiêu người đến, chỉ có một mình y, một người, Ngọc Thương chắp tay dạo bước, gấp như vậy, xem ra phướng lúc đầu của chúng ta đã sai rồi. Chúng ta nên sớm cho y biết huyền vi đã chết, một cái xác cũng đủ để thao túng y. Ông ta dừng bước quay đầu lại nói, là tướng quân, người không sợ chết đến rồi, các người cẩn thận chuẩn bị một chút, đừng để bị ngộ thương. Sau đó ông ta quay đầu về phía quách hành sơn hét lên. Thông báo với các nhân viên ven đường, cho đi, để cho y qua đây. Dạ, cách doanh trại lớn mười mấy dặm, Tây Môn Tình không cưỡi ngựa như bay, đội đấu bồng màu xám cưỡi trên lưng ngựa, gương mặt đầy vết sẹo, một mình chạy nhanh đến. Hắn đã liên hệ với thám tử vụ phủ vùng phụ cận, nắm chắc được vị trí của quân địch ở chỗ nào thế là một mình cưỡi ngựa đến trên thảo nguyên có vô số dốc thoải, địa thế nhấp nhô, bốn vó phi nhanh như ảnh, xung quanh tình cờ có thể thấy tiểu đội tuần tra của quân tần, càng gần đại doanh của quân tần, tần suất nhìn thấy tiểu đội tuần tra càng cao. Trong tầm mắt dần dần xuất hiện nơi đại quân tập hợp, khoảng cách càng lúc càng gần. Bên ngoài doanh trại, một dãy rào chắn ngựa, Ngọc Thương đang đứng trên ruộng dốc trong doanh trại phóng tầm mắt nhìn tới hơi mỉm cười, người được quỷ y cứu đi lại dễ dàng chủ động đưa tới cửa. Nhường đường, Ngọc Thương quát lên, lính canh cửa tuân lệnh, một đám người chạy ra, đẩy dãy rào chắn giạt sang hai bên. Lính canh cửa mới vừa đẩy ra, Tây Môn Tình không đã một mình phóng ngựa trực tiếp xông vào. Xa xa La Chiếu đứng ở một ruộng dốc khác phóng tầm mắt nhìn, than nhẹ một tiếng. Thật can đảm, trong giọng nói ít nhiều cũng mang theo vài phần tiếc hận, thương tiếc cho một hảo hán. Tốc độ ngựa cưỡi dần bị ghim lại, dừng ngay dưới ruộng dốc, Tây Môn Tình không ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, vẻ mặt không hề có cảm xúc nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện nơi này đã sớm bố trí vô cùng nghiêm ngặt cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thương, trước khi nhìn tới Ngọc Thương, ánh mắt y dừng lại hồi lâu trên khuôn mặt của độc cô tĩnh. Ngọc Thương cười ha ha nói, Tây Môn Huynh, đợi đã lâu, Tây Môn Tình không nói, Huyền Vi ở đâu, Ngọc Thương nói, thứ ta muốn đâu, Tây Môn Tình không, ta muốn nhìn thấy người trước, dễ bàn, Ngọc Thương phất tay ra hiệu, phía sau lập tức có người nhấc cái cán đi tới, trên cái cán trùm một tấm vải trắng, dưới tấm vải trắng rõ ràng là có một người đang nằm. Người được nhấc đến trước mặt y, tự tay Ngọc Thương vén một đầu tấm vải trắng lên, chính là khuôn mặt sống động của Huyền Vi, nàng ta nằm nhắm mắt yên lặng. Cái cán hơi nghiêng, lộ ra khuôn mặt để cho Tây Môn Tình không nhìn. Bàn tay của Ngọc Thương khẽ vồ trên môi Huyền Vi, Huyền Vi chậm rãi mở miệng ra, một hạt châu óng ánh, trong suốt bốc lên khí lạnh từ trong miệng trôi ra lơ lửng giữa bầu trời. Tây Môn huynh, vì giữ gìn dung nhan của Huyền Vi, ta không tiếc sử dụng băng phách hiếm thấy, như vậy đã đủ thành ý chưa? Ngọc Thương cười nói sau đó để tay xuống, băng phách lại trở về trong miệng của huyền vi, năm ngón tay chụp vào hư không, miệng của huyền vi từ từ khép lại. Đây đơn thuần chỉ là lời nói êm tai, không phải bên này vì muốn tốt cho huyền vi, mà vì bên này không biết lúc nào tây môn tình không có thể tìm tới, lo sợ sắc của huyền vi thối giữa, mới nghĩ ra cách giữ gìn thi thể của nàng ta. Ngọc Thương thua tay lại, sau đó lại duỗi tay ra nói. Đồ ta cần đâu, chỉ cần ngươi giao đồ ra đây ta bảo đảm sẽ trả người cho ngươi, thả các ngươi đi. Ông ta đứng trên ruộng dốc, Tây Môn Tình không ngồi trên vật cưới, hai người nhìn nhau. Một người lấy được đồ cũng sẽ không thả người, người đã đưa tới cửa rồi sẽ không cho Tây Môn Tình không cơ hội trả thù. Nếu như chỉ là một người bình thường thả cũng chẳng sao, nhưng Tây Môn Tình không một thân tu vi, uy hiếp quá lớn, đệ nhất cao thủ đan bảng có thể coi rẻ, nhưng không thể không bỏ qua. Một người còn lại trong lòng cũng hiểu rõ, cho dù y có giao đồ ra đối phương cũng sẽ không tha cho y, hơn nữa trên tay y căn bản không có thứ mà đối phương cần, hai món đồ đó y nhớ một cái là ở trong gương trang điểm của huyền vi một cái là ở trong vòng tay của huyền vi y không biết có phải món đồ trong vòng tay giấu quá kỹ hay không huyền vi đã rơi vào trong tay bọn họ nhưng đối phương vẫn tìm không được nhưng mà hôm nay y đến đây cho dù là biết đồ ở đâu cũng sẽ không nói ra bởi vì y căn bản không có ý định sống sót trở về tây môn tình không rời ánh mắt nhìn chăm chú vào dung nhan yên lặng lại không một hơi thở của huyền vi những ngày tháng hai người bên nhau chuyện cũ hiện ra rõ ràng trước mắt. Y giơ tay túm lấy mũ trùm đầu màu xám, kéo một cái sau đó tiện tay vứt bay. Xoay tay về sau y nắm chặt đuôi kiếm, sau đó rút kiếm. Vẻ mặt ngọc thương thay đổi mạnh mẽ, tây môn tình không, nếu ngươi không muốn thi thể của người phụ nữ này bị khinh nhờn, tốt nhất là ngươi nên thành thật một chút. Trường 1960, sống chết đã định. Cạch, mũi kiếm đột nhiên chém xuống, một nhát kiếm chém về phía đối phương, dưới sự bạo phát đột một mạnh mẽ của của pháp lực, vật cưỡi phía dưới đột nhiên run chân, quỵ xuống. Mọi người kinh sợ, tất cả tránh ra nhanh như chớp. Nhưng thi thể được nhấc lên kia lại không tránh kịp, bị một kiếm chém vụt ngay tại chỗ, mục tiêu của một kiếm này chính là nhắm vào nàng ta. Y không muốn để nàng ta ở lại đây bị người khác khinh nhờn, vì thế y tự mình đến, tự tay giải quyết. Bốn phía thiên cơ phá cương tiến vèo vèo phóng tới, vô số mũi kim dày đặc như lông châu đếm không hết bao trùm mà tới. Tây môn tình không trực tiếp không nhìn, đột nhiên kiếm ảnh màu xanh lam bắn ra. Giết hắn, Ngọc Thương vội vã tránh ra quát lên, nhìn thấy thi thể của Vi Huyền bị hủy thì ông ta biết tất cả tâm cơ của mình đều uổng phí, trong lòng tức giận không cách nào tả nổi. Thiên kiếm phủ đề phòng trong tay độc cô tĩnh và quách hành sơn đồng thời bạo phát. Ai biết Tây môn tình không lại không trực tiếp giết tới mà là một kiếm tách đất trời, kiếm và người hợp thành một thể chui vào dưới ruộng dốc mặt đất bị nứt thành một đường kẽ hoa văn, xoẹt một tiếng sông về phía Ngọc Thương đang lùi về sau. Thiên kiếm cương ảnh của Độc Cô Tĩnh và Quách Hành Sơn tiện tay dẫn ra lập tức dọc theo vết đất nứt đánh tới, mặt đất xung chuyển đất đá bay tán loạn. Ai biết được đường đất nứt chỉ là hiện tượng giả do Tây Môn Tình không từ lòng đất phát lực ra. Tây Môn Tình không không hề chui vào lòng đất, một vệt sáng xanh phá đất chui ra, bên dưới Độc Cô Tĩnh bị chẻ ra, trong chớp mắt cả người vỡ thành hai mảnh, máu và cơ thể nứt ra, chảy theo nguồn năng lượng khổng lồ tán loạn. Quách Hành Sơn đang một đường đánh về phía Thiên Kiếm Cương ảnh nhận ra khác thường, cả người kinh hãi. Hắn ta đang muốn xoay tay lại dẫn dắt Thiên Kiếm phù mạnh mẽ tấn công uy lực phản kích của Tây Môn Tình không toát ra, nhưng đã chậm. Một vệt sáng xanh lấy tư thế không thể đỡ xẹt qua cổ hắn ta. Hắn ta không nhìn thấy đầu của mình bay lên trời, chỉ cảm thấy tầm nhìn đang hỗn loạn, mình gần như không thể khống chế cơ thể của mình, ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ. Năng lượng bàng bạc của Thiên Kiếm phù mất đi năng lực điều khiển. Trong nháy mắt xé nát cơ thể đã mất đầu của hắn ta. Nháy mắt phá đất đánh giết đầu cô tính, kiếm trong tay Tây Môn Tình không đồng thời rời tay đánh về một phía khác. Hầu như là trong nháy mắt đã giết chết hai người, nhanh, quá nhanh, đây chính là uy lực của cao thủ đứng đầu đan bảng, những tu sĩ khác nhìn thấy đều cảm thấy kinh sợ. Ngọc Thương vẫn còn nhẹ nhàng lùi về sau, nhìn thấy cảnh tượng này hai mắt ông ta muốn nứt ra, hai đệ tử tâm phúc mình dạy dỗ nhiều năm như vậy trong chớp mắt đã không còn. Ông ta cũng sợ hãi. Thực lực hai đệ tử của ông ta không yếu, tuyệt đối có thể xem như là cao thủ trong tu sĩ kim đan, vậy mà cùng lúc lại bị một kiếm của Tây Môn Tình không giết chết. Ông ta tự thấy cho dù mình đối đầu với hai đệ tử này, mình cũng không thể đánh thắng bọn họ. Kiếm ảnh màu xanh lam xẹt trở về, Tây Môn Tình không lăng không bay lên giơ tay chụp lấy, động tác nhanh nhẹn lắc người một cái, một lần nữa đánh tan mặt đất không thấy bóng dáng. Đột nhiên một vệt hoa văn ầm ầm nổ tung đẩy về phía Ngọc Thương đặt chân một trong hai vị trưởng lão của hiểu nguyệt các đi cùng lập tức loạn kiếm chém xuống kiếm khí ác liệt như bẻ cành khô xé rách mặt đất thiên kiếm phù trong tay người còn lại nâng cao cảnh giác ngọc thương rớt trên mặt đất bỗng ngẩng đầu lên nhìn thấy một con chim cưỡi trong đội quân tuần tra đang xoay quanh bầu trời hai tay áo đập vào nhau cả người bay lên nhanh chóng xoay tròn trên bầu trời cuối cùng nhẹ nhàng rớt trên con chim cưỡi kia sau đó ông ta nhìn chằm chằm mặt đất ao 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 mặt đất như mạng nhện nứt ra bốn phương tám hướng không biết đã dọa sợ biết bao người lùi về sau. ầm, um, mặt đất của một góc quân doanh nứt ra, một vệt kiếm ảnh màu xanh lam bay lên trời. Một đám tu sĩ lập tức lắc mình phóng lên, đuổi theo. Đi, Ngọc Thương trầm giọng quát lên, tu sĩ điều khiển chim cưỡi lệnh cho vật cưỡi xoay tròn, nhanh chóng đập cánh bay vút đi. Tây môn tình không bay đến giữa bầu trời thế cạn, kiếm trong tay lật ngược lại, kiếm và người hợp thành một, hóa thành một vệt sáng màu xanh lam vèo một cái đuổi theo. Một đám tu sĩ bay lên trời truy sát, phần lớn tu sĩ đối với trình độ điều khiển pháp lực ngự vật hư không không làm được đến mức độ tự nhiên như tây môn tình không sau khi thế cạn đành phải bay về mặt đất chỉ có một số tu sĩ một lần nữa phất tay áo ngang trời đuổi theo nhưng vẫn là kém xa tốc ngự kiếm bay lượn của tây môn tình không mắt thấy tây môn tình không nhanh chóng đuổi theo ngọc thương vô cùng kinh sợ trong tay nắm chặt thiên kiếm phủ chuẩn bị kiếm ảnh màu xanh lam đột nhiên lay động giữa bầu trời mang theo một đường vòng cung nhắm về phía trời cao sau đó đột nhiên lại bổ nhào xuống, lấy tốc độ nhanh nhất bắn về phía mục tiêu. Người đã giết tới, thiên kiếm cương ảnh trong tay Ngọc Thương lập tức nổ ra. Giống như vậy, Tây Môn Tình không phất tay ra một vệt thiên kiếm cương ảnh. Ầm ầm ầm, 12 tiếng nổ vang lên, 24 vệt thiên kiếm cương ảnh nổ liên tiếp 12 lần, chấn động trời cao. Những tu sĩ điều khiển chim cưỡi đều gấp rút bay thoát thân, còn về chim cưỡi đã bị xé rách thành máu thịt lẫn lộn, bọn chúng căn bản không thể nào chịu đựng được dư âm xung kích mạnh mẽ như vậy. Tiếng nổ cuối cùng chấm dứt, một vệt kiếm ảnh màu xanh lam thuận thế chém tới. Hai tay Ngọc Thương đẩy ra ánh sáng xoay tròn như như cối xay, trong nháy mắt trì trệ hãm chặt kiếm ảnh màu xanh lam đang bắn vào tới. Ánh sáng màu xanh lam nhấp nháy dừng lại, có thể thấy Tây Môn Tình không lấy kiếm thức dẫn dắt ngay trong kiếm cương do mình hóa thành, đang lạnh lẽo nhìn chằm chằm Ngọc Thương. Ánh sáng rực rỡ xoay tròn như cối xay không những hãm chặt thế tiến công một chiêu kiếm này của Tây Môn Tình không, mà còn mang theo Tây Môn Tình không đang hợp thành một với kiếm chậm chậm xoay tròn, Lực chống đỡ của hai người song song với nhau, đồng thời nhanh chóng giảm xuống, ai cũng không chịu buông tay, cả hai đều mạnh mẽ hao tổn tu vi của mình. Ngọc Thương là không dám buông tay, thực sự là kiếm thế của Tây Môn Tình không vô cùng sắc bén. Ông ta sợ mình vừa buông tay liền bị Tây Môn Tình không chém. Trong quá trình hai người cùng rơi xuống, pháp nhãn của Ngọc Thương nhìn thấy lỗ kim mới trên má Tây Môn Tình không, lập tức ông ta biết y đã sớm bị thiên cơ phá cương tiến gây thương tích, mặt ông ta lộ ra vẻ dữ tợn nói: Tây môn huynh, người đã trúng độc, càng gấp gáp thúc đẩy pháp lực, phát độc càng nhanh hơn. Nhân mã của ta đã sớm đuổi tới, người thế lực đơn bạc chạy không thoát đâu, bây giờ bó tay chịu trói lão phu nể tình người ở độ tuổi này lại có thể đạt đến cảnh giới như vậy cũng tính là kỳ tài tu hành có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Tây môn tình không hờ hững nói, chết sống đã định, ai tha cho ai đây? Ngọc Thương hừ giọng nói, nếu như người đã muốn tìm cái chết, vậy thì đừng oán hận lão phu. Hừ, giọng mũi phát ra trong ống tay áo của ông ta lại bay ra mộ tấm thiên kiếm phù ánh mắt của tây môn tình không lạnh lẽo lướt qua lập tức biết được dụng ý của ông ta bằng thực lực của đối phương cũng xác thực có năng lực cách không thi pháp điều động thiên kiếm phù sinh tử đã định tây môn tình không hét vang một tiếng kiếm trong một tay sau lưng đột nhiên lấy tư thế xét đánh không kịp bưng tay vung ra trong nháy mắt lúc vung kiếm ra hai tay cùng nắm chặt đột nhiên cơ thể hơi cuộn tròn giống như xoay tròn bạo phát lực lúc kiếm vung lên trời cao có tiếng vọng lại vô ngã, vô kiếm, chém, tiếng vang chấn động bầu trời, đột nhiên hai mắt ngọc thương trừng lớn, chương 1961, một chiêu kiếm phá thiên kiếm phủ một. Đột nhiên một vệt ánh sáng sắc bén giống như xét đánh bên trong kiếm cương do tây môn tình không hóa thành chợt lóe lên rồi biến mất, giống như chỉ thoáng qua. ầm um, ánh sáng xoay tròn rực rỡ trước người ngọc thương tựa như bị một tia chớp bổ ra, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu, ông tay nhanh chóng cúi đầu nhìn, phát hiện một vệt máu cuộc tay, vệt máu từ vị trí cánh tay trái thẳng tới hông phải, sau đó ông ta cảm thấy pháp lực của mình hoàn toàn không thể khống chế, đột nhiên nhìn thấy cơ thể của mình từ từ tách ra. Ầm ầm hai tiếng rơi xuống đất, hai khúc cơ thể phân ra nện xuống trong chu vi mấy trượng, máu tươi tưới lên ngọn cỏ run rẩy. Hai người xung kích rất xuống, sắp đến gần mặt đất. Nửa người trên lăn hai vòng trên mặt đất liền dừng lại, trong miệng ngọc thương vang lên hai tiếng ôi, ôi, trong mắt ngập tràn vẻ khó có thể tin được, lấy thân thử nghiệm, ông ta đã lĩnh giáo được sự tranh lệch giữa mình và Tây Môn Tình không? Tây Môn Tình không rơi xuống đất nhưng vẫn giữ được động tác hai tay vung kiếm lên trời, hai mắt trên khuôn mặt đầy sẹo nhìn chằm chằm Ngọc Thương, đối mặt nhìn Ngọc Thương. Đột nhiên Tây Môn Tình không ra tay, cũng không thèm nhìn, hai ngón tay kẹp lại, tấm thiên kiếm phủ tung bay hạ xuống kia đã nằm giữa hai ngón tay của y. Bóng cơ thể của y lắc một cái, nhanh chóng một kiếm chống đất, trên môi đã là một mảng bầm tím. Trên khuôn mặt đang nhìn y của Ngọc Thương lộ ra nụ cười thảm, môi miệng giật giật, không biết ông ta muốn nói gì, nhưng lại không phát ra được tiếng nói, hai mắt dần dần tối đi. Đám người trên bầu trời đuổi theo, có người dựa vào tu vi của mình bay tới, còn có một đám cưỡi chim bay tới. Bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng đối chiến giữa bầu trời, cũng nhìn thấy tình trạng đầu mình một nơi của Ngọc Thương, tất cả đều cực kỳ hoảng sợ. Tây môn tình không ổn định thân hình, bước hai bước, một chân đạp lên mặt Ngọc Thương, phất tay giơ kiếm, ánh mắt y lạnh lẽo chỉ về một đám người trên bầu trời đang vò tới lặng lẽ không tiếng động y chỉ dùng kiếm chỉ một đám người đang xông tới lại không dám tới gần thêm vào đó trên tay tây môn tình không còn cầm một tấm thiên kiếm phù một đám người chia ra thành bốn phía cách xa vây nhốt y lại một trưởng lão giống như nhìn ra đầu mối lớn tiếng quát y đã trúng độc không chống cự được bao lâu nữa đâu ý tứ chính là mọi người cứ dây dưa đến khi y chết không ai tới gần tây môn tình không nhìn thiên kiếm phù trong tay đột nhiên vung tay lên lại ở trước mặt mọi người vứt bỏ tấm thiên kiếm phù kia giây tiếp theo tây môn tình không kéo kiếm lao ra xông thẳng về phía trưởng lão vừa lên tiếng kia y ném thiên kiếm phù xuống là không muốn dây dưa cùng những người này hoặc là nói không muốn hao tổn với bọn họ nữa là muốn cho những người này dám đánh một trận với y tình trạng cơ thể của y bây giờ chỉ có y hiểu rõ nhất y kiên chỉ không được bao lâu nữa quả nhiên khi nhìn thấy y ném thiên kiếm phù xuống trưởng lão kia cắn răng một tiếng nói tự tìm đường chết, ông ta lật tay lấy ra thiên kiếm phù, thi triển pháp thuật, năng lượng bàng bạc mãnh liệt sông lên, hóa thành một vệt thiên kiếm cương ảnh, thế như chớp giật đánh về phía kẻ sông tới. đột nhiên tây môn tình không hóa thành kiếm ảnh màu xanh bắn ra, rơi vào trong mắt mọi người thiên kiếm cương ảnh to lớn giống như sấm sét, kiếm ảnh màu xanh làm giống như chùy, hai thứ va chạm vào nhau, kiếm ảnh màu xanh lam không tránh né, hơn nữa tư thế xông đến một lần nữa tăng nhanh, người đứng xem đều kinh sợ kẻ này lại muốn cứng đối cứng với thiên kiếm phủ. Vô ngã, vô kiếm, phá, giọng nói vang vọng thảo nguyên, trong nháy mắt khi kiếm ảnh màu xanh lam va chạm với thiên kiếm cương ảnh, trong ánh sáng lóe ra màu xanh rực rỡ đẹp đẽ giống như ngọc thạch khúc xạ dưới ánh mặt trời. Màu xanh giống như một vệt sáng rực rỡ, lấy tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được bạo phát ra, trong nháy mắt xuyên qua thiên kiếm cương ảnh kia. Chớp mắt vết sẹo trên mặt đồng thời nứt ra, bắn thẳng đón lấy uy lực công kích của nửa người trên, trong chốc lát y sam xé rách bay tán loạn búi tóc sổ tung vết sẹo trên người để trần giống như giấy rán bị xé đi tây môn tình không hai tay vung kiếm khuôn mặt dữ tợn tu vi suốt đời không tính toán thiệt hơn không để ý tới tâm niệm cùng kiếm cùng thân thể cùng toàn bộ tu vi hợp lại làm một trong chớp mắt tỏa ra trên một kiếm này đây là một chiêu kiếm mà khi còn sống sót y không dám đánh ra tất cả mọi thứ đều hóa thành chiêu kiếm này trong chớp mắt vệt sáng màu xanh rực rỡ chói mắt giống như một ngôi sao xanh đẹp đẽ lướt qua lại giống như một giải cầu vồng xuyên qua mấy đạo thiên kiếm cương ảnh kia đẹp tới mức khiến mọi người phải kinh ngạc vù tiếng kim loại kỳ lạ vang lên trói tai vệt thiên kiếm cương ảnh kia giống như dừng lại ánh sáng màu xanh hiện hình và lóe lên sau lưng trưởng lão kia tây môn tình không xuất hiện sau lưng trưởng lão kia mười mấy trượng quỳ một chân xuống đất một tay chống kiếm y cúi đầu thở hổn hển dữ dội tóc tai bù xù máu tươi từ trong miệng và lỗ mũi tí tách chảy xuống. Nửa thân trên để chân, trên da thịt những vết sẹo ban đầu giờ đã trở thành những lỗ hồng nứt vết đẫm máu, có thể nhìn thấy từng miếng gân thịt bên dưới, da rẻ giống như miếng vải rách không bọc được đồ. Bàn tay đang chống kiếm run rẩy dữ dội, cả người giống như không cẩn thận sẽ ngã nhào xuống đất. Môi của trưởng lão thi triển thiên kiếm phủ kia run cầm cập, đứng cứng ngắc tại chỗ, đột nhiên nửa người trên hiện ra từng đường máu. Ầm, đột nhiên nổ tung, giống hệt ngọc thương, Cơ thể ông ta đứt thành hai khúc. Thiên kiếm cương ảnh gặp năng lượng kỳ dị xung kích xuất hiện tình trạng ngưng trệ, cuối cùng ầm một tiếng vỡ tan. Oanh, năng lượng bàng bạc hóa thành cương phong tan vỡ khuếch tán ra bốn phía. Tây môn thời không giống như trang giấy thổi bay ra ngoài. Tất cả mọi người xem cuộc chiến lại không cảm thấy y chật vật, trái lại trên mặt từng người lộ ra vẻ kinh sợ, không ngờ một kiếm phá thiên kiếm phù. Mọi người đều biết uy lực của thiên kiếm phù, trong cảnh giới kim đan gần như không ai có thể địch lại. Hôm nay bọn họ chẳng những nhìn thấy một tu sĩ cảnh giới Kim Đan mạnh mẽ chống đỡ Thiên Kiếm Phù hơn nữa chỉ vẻn vẹn một chiêu kiếm đã phá vỡ uy lực công kích của Thiên Kiếm Phù, cũng một chiêu kiếm đã tru diệt thi phù giả, chuyện này đối với bọn họ mà nói là khó có thể tin được. Đây là đặc tính tu vi chém giết của Tây Môn Tình Không, y chém giết tranh đấu chưa bao giờ nói tới việc dây dưa, rút kiếm ra phải sắc bén chí mạng. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước y cảnh cáo Tam Đại phái về quốc nói, tốt nhất đừng ép ta phải rút kiếm ra y vừa rút kiếm hoặc là có thể ngăn cản được y ngăn cản không được phải chết không cần nhiều chiêu thức thừa thãi thường thường đều là một chiêu mất mạng đối với những người có mặt ở đây mà nói thần thoại vô địch của thiên kiếm phủ đối phó với tu sĩ nguyên anh trở xuống đã sụp đổ hôm nay chính mắt bọn họ đã chứng kiến sự sụp đổ của thần thoại này tây môn tình không đã trúng độc đã sắp chống đỡ không được nữa vậy mà còn một kiếm phá thiên kiếm phủ đây chẳng phải nói uy lực xuất kiếm của gã này còn mạnh mẽ hơn thiên kiếm phủ hay sao không ai đau khổ trước cái chết của trưởng lão kia gần như mọi người đều đã quên bọn họ từng người một đều khó có thể tin nhìn chằm chằm tây môn tĩnh không đang dãy giụa trên mặt đất đều nghĩ tới tên tuổi của y đệ nhất cao thủ đan bảng đây chính là thực lực của đệ nhất cao thủ đan bảng tây môn tình không tóc tai bù xù máu me khắp người mũi miệng còn đang chảy máu cuối cùng vẫn chầm chầm bò dậy chống kiếm đứng lên bàn tay vẫn còn run bần bật mấy lần muốn ngã xuống nhưng cuối cùng vẫn là chống đỡ đứng lên chương 1962, một chiêu kiếm phá thiên kiếm phủ hai Y chậm rãi dịch chuyển từng bước xoay quanh, thở hồn hển dữ dội, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn chằm chằm vào một vị trưởng lão khác của hiểu nguyệt các, cơ thể lao đảo đi tới, kiếm vô lực rũ xuống đất, bàn tay cầm kiếm run run, nhưng Y vẫn cầm chặt không buông, từ mặt đất kéo một đường kiếm lướt qua. Tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn, lúc ban đầu vị trưởng lão kia nghĩ rằng Y không chống đỡ được rồi. Đợi đến khi Tây Môn Tình không từ từ chạy tới, hơn nữa còn tăng tốc chạy, một lần nữa nhấc kiếm lên, ông ta hơi hoảng vội vàng rũ thiên kiếm phủ ra. Lúc ông ta rũ thiên kiếm phủ ra cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kết quả nhìn trái nhìn phải phát hiện một đám thuộc hạ gần như vô cùng sợ hãi, tất cả đều lùi về sau. Thế là còn không đợi Tây Môn Tình không đến gần, thiên kiếm cương ảnh đã bắn mạnh ra, hai tay đánh liên tục, dẫn ra liên tiếp thiên kiếm cương ảnh đánh loạn xạ. Oanh tạc ngừng lại, đất đá rơi xuống. Ôi, một thanh kiếm từ trên trời rơi xuống xuyên vào mặt đất, sau đó máu thịt tí tách rơi xuống đất. Trưởng lão kia và mọi người ngắm nhìn xung quanh nhưng đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Tây Môn Tình không rồi. Trưởng lão kia im lặng một lát, sau đó chậm rãi đi tới trước chuôi kiếm xuyên qua mặt đất này, đưa tay rút lên, đặt ngang trong tay nhìn, vẻ mặt không hiểu. Những người khác cũng lục tục vây xung quanh, nhìn máu thịt vụn vặt trên đất, tất cả đều im lặng không có một tiếng động. Chết rồi, đệ nhất cao thủ đan bảng Tây Môn Tình không cứ chết như vậy. Xác thực là đã chết, Tây môn tình không đã không còn sức chiến đấu nữa, căn bản không ngăn cản được công kích điên cuồng của thiên cương kiếm ảnh vừa nãy, ngay cả pháp lực y cũng không cách nào ngưng tụ được, đương nhiên là ngay cả một đòn cũng không đỡ nổi, chứ đừng nói gì đến 12 đòn tấn công liên tiếp của thiên kiếm cương ảnh. Từ sau khi một kiếm xử lý huyền vi, một kiếm hủy diệt thân thể một đời mình yêu nhất, y đã chết rồi. Trong gió vẫn còn những giọt máu nhỏ lay động, thân thể của y và huyền vi lẫn vào vùng thảo nguyên này, nơi này rất bao la trưởng lão xoay người nhìn xung quanh, không nhìn thấy vỏ kiếm, giống như nó đã bị thiên kiếm phủ đánh nát, thế là ông ta cứ nhấc kiếm ở trong tay như vậy, thanh kiếm này ông ta giữ lại cho mình. Cho dù phía bên hiểu nguyệt các còn có một bội kiếm vốn của Tây Môn Tình không, nhưng thanh kiếm này ông ta giữ lại cho riêng mình. Ông ta đi về phía thi thể của vị trưởng lão khác, sau khi vẫy tay ra hiệu mọi người dọn dẹp, lại đi về phía thi thể của Ngọc Thương. Bên cạnh thi thể của Ngọc Thương, ông ta nhìn thấy tấm thiên kiếm phù mà Tây Môn Tình không vứt bỏ, lại nhìn thi thể của Ngọc Thương một chút. Các chủ hiểu nguyệt các đã chết, phây giết bầy ra nhắm vào tây môn tình không còn chưa phát huy được tác dụng, kết quả lại trở thành như vậy, cái gì mà là thiên cơ phá cương tiến chí mạng, cái gì mà thiên kiếm phủ chí mạng, kết quả chính là như vậy. Sau khi tin tức truyền về doanh trại, La Chiếu nghe được trợn mắt ngoác mồm. Liên Quân, bên trong quân doanh Tề quân, sau khi nghe được tin tức, cha hổ đi ra bên ngoài lều, trên tay cầm bầu rượu, im lặng một hồi đột nhiên giơ bầu rượu lên trời bái tế từ xa. Tây môn huynh, thế gian khó được vẹn cả đôi đường, chỉ mong cho ngươi và huyền vi có thể gặp nhau trong lòng đất, chỉ mong kiếp sau hai người được tọa nguyện, không tiễn. Hắn ta nói xong, cầm bình rượu tưới xuống đất, trong lều phía sau lưng hắn ta, hô diên vô hận nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn ta, im lặng. Thật ra có lúc hô diên vô hận sẽ nghĩ, những tu sĩ này không nên cuốn vào phân tranh của thế tục. Bên trong hoàng cung của tề quốc, trưởng môn của tam đại phái dắt tay nhau đến thẳng ngự thư phòng, sau khi hảo vân đổ chào hỏi xong bốn người đứng ở đó im lặng tất cả đều rất bất ngờ không nghĩ tới ngọc thương vậy mà lại bị tây môn tình không giết chết người ở trong đại quân bên cạnh có nhiều cao thủ bảo vệ như vậy làm sao sẽ bị tây môn tình không giết chết ở đây không phải là bọn họ đang đau buồn vì cái chết của ngọc thương bọn họ là không hy vọng dưới thế cục hiện giờ bởi vì cái chết của ngọc thương mà bên phía tần quốc sẽ xảy ra loạn gì bên trong đình viện yên tĩnh vô tâm chắp tay sau lưng đứng dưới mái hiên im lặng dưới bậc thang nhàn bảo như và quách mạn đi theo cũng im lặng. Người khó khăn lắm mới cứu sống được hai lần cuối cùng cũng chết vì tình. Nếu không phải chết vì tình, dựa vào thượng lực của Tây môn tình không, nào có thể dễ dàng giết chết được y. Đây là chạy đi báo thù chịu chết mà. Trong mắt nữ nhân, cách chết của những người đàn ông này khiến cho bọn họ cảm thấy buồn phiền. Sở dĩ nơi này biết tin là vì bảng xếp hạng đan bảng một lần nữa thay đổi, cũng nêu ra lý do thay đổi, đã là chuyện người trong thiên hạ đều biết rồi. Người đứng đầu đan bảng đã chết, người thứ đứng thứ hai theo thứ tự tiến vào, nhan bảo như trở thành đệ nhất cao thủ đan bảng. Hai ba bốn năm đều dồn về trước một hạng, Ngọc Thương vừa chết, sau người thứ bảy tất cả mọi người lại được đẩy về trước hai hạng. Thật không ngờ y lại có thể một kiếm phá thiên kiếm phù, thực lực này thật sự rất khủng bố. Thật đáng tiếc lại, ai, nhan bảo như không nhịn được lắc đầu, đột nhiên quách mạn gượng cười nói, bây giờ nhan tỷ tỷ chính là đệ nhất cao thủ đan bảng rồi đấy. Nhan Bảo Như cười khổ nói, ta thì tính là đệ nhất cao thủ gì chứ, cao thủ thật sự bên ngoài đan bảng ai biết có bao nhiêu, ví dụ như như Đạo Hiếu kia, khiêm tốn cỡ nào, muội cảm thấy hắn nên xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng. Muội lại không phải không biết tỷ đã từng bại trong tay của hắn. Ánh mắt của Quách Mạn hơi lóe lên, tỷ không cần lo lắng, không phải như Đạo Hữu đã chết rồi sao? Nhan Bảo Như nói, muội cho rằng không còn người khác nữa sao? ví dụ như cha hổ cận vệ bên người của thượng tướng quân hô diên vô hận của tề quốc đó chính là cao thủ thật sự nghe đồn tây môn tình không còn chưa chắc là đối thủ của hắn ta nữa đấy rất có thể tỷ không phải là đối thủ của hắn ta đứng bên ngoài cửa sổ lớp học nhìn tiên sinh đang dạy cho học sinh ở bên trong thiệu bình ba là đang dự thính tiên sinh dạy học do hắn ta mời về này là quan lại nhỏ lớn tuổi đã về hưu nghe nói rất có biện pháp về mặt quản lý giai cấp thấp hôm nay Ông ta đang truyền thụ kinh nghiệm của mình cho học sinh. Hắn ta không quan tâm xuất thân lai lịch, chỉ cần có thể dạy cho học sinh những thứ hữu dụng là được. Sau khi dự thính một lúc, hắn ta phát hiện quả thật tiên sinh rất có biện pháp, cũng yên lòng. Thái học quán vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng lại toàn bộ, nhưng hắn ta đợi không kịp nữa rồi, vừa xây dựng lại, vừa đưa tiên sinh tới bắt đầu dạy học sinh trước. Vừa rời đi chưa được bao xa, Thiệu Tam Tỉnh đã bước nhanh đến, báo cho hắn ta biết tin tức mình vừa thu thập được. Dừng bước trước vườn hoa, Thiệu Bình Ba hơi kinh ngạc nói. Tây môn tình không lại có thể giết chết Ngọc Thương. Thiệu Ba tỉnh, đúng vậy, lần trước y giết sứ thần đóng ở Tế Quốc, bệ hạ còn tức giận đấy, không nghĩ tới vừa chớp mắt đã thành như vậy. Đại công tử nói không sai, loại người này không thể cứu được. Thiệu Bình Ba yên lặng một lúc, sau đó hỏi. Vẫn chưa có tin của trưởng quỹ bên kia sao? Thiệu Ba tỉnh nói, tin phát đi giống như đá chìm dưới biển, không có bất kỳ tin nào truyền về, xem ra là muốn chặt đứt các liên hệ với chúng ta. Thiệu Ba Bình hừ một tiếng, tùy vào hắn ta sao, sau khi tiếp xúc với ta bao nhiêu lần, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn ta cho rằng không để lộ thân phận thì ta sẽ không biết hắn ta là ai sao. Thiệu Ba tỉnh sớm đã biết hắn ta vẫn đang suy nghĩ thân phận của trưởng quỹ, nghe nói như vậy nhịn không được hỏi. Là người phương nào, chương 1963, chẳng lẽ ta không tốt sao? Thiệu Bình Ba, có thể tự do ra vào thánh cảnh, có thể ở trong thánh cảnh nắm giữ tình huống cận kẽ của Ngưu Hữu Đạo, có thể bước từ Hồng vận pháp một trong ba đại chấp sự của Tiền Trang xếp hàng đầu. Mà ở bên ngoài, vị này đặc biệt hiểu khá rõ ràng tình hình của Tây Tam Quốc, năng lực thăm dò tin tức phía đông rõ ràng yếu kém. Còn nữa vài lần qua lại tin tức, về thời gian có thể có phán đoán, vị này chắc hẳn ở khu vực Tam Quốc này. Căn cứ tần suất thời gian tin tức, có thể kết luận người này hẳn là ở lâu dài tại Tây Tam Quốc này. Kết hợp các loại trường hợp và dấu hiệu người cảm thấy có bao nhiêu người có thể phù hợp tất cả điều kiện này thiệu ba tỉnh cân nhắc một hồi nghi ngờ nói chắc hẳn phiếu miều các có rất nhiều người phù hợp với các loại điều kiện này chứ thiệu bình ba nhìn tưởng rất nhiều nhưng người hoàn toàn phù hợp toàn bộ điều kiện thực sự không nhiều thỏa mãn các điều kiện và hợp tình hợp lý hắn ta quay đầu lại mỉm cười thử thì biết thiệu ba tỉnh hỏi thử thế nào thiệu bình ba không vội đợi đến tối ta về rồi nói tiếp bên trong hoàng cung tần quốc Nghe được tin Ngọc Thương qua đời, hai mẹ con Trang Hồng nhìn nhau. Chết rồi, trong đại điện Trang Hồng chậm rãi dạo bước, trên khuôn mặt lộ ra vẻ sầu lo. Hạ Lệnh Phái phất tay bảo tất cả mọi người lui xuống đi tới bên tai Trang Hồng thấp giọng nói: "Mẫu hậu, bây giờ Hiểu Nguyệt Các như rắn mất đầu." Trang Hồng quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm thế nào?" "Hạ Lệnh Phái, không phải con trai muốn thế nào, mà là không biết bây giờ Hiểu Nguyệt Các như thế nào." Trang Hồng xoay người, Phái nhi, ngươi còn nhớ lời của thầy ngươi không? Nhắc tới chuyện này, hạ lệnh phái rơi vào im lặng. Vẻ mặt Trang Hồng nghiêm túc nói, tình huống trước mắt của tần quốc ngươi cho rằng ngươi thật sự trở thành hoàng đế tay nắm thực quyền thì muốn làm thế nào thì làm hay sao? Ngươi lấy cái gì thay đổi cục diện? Hoàng đế hư danh, chỉ có vẻ bề ngoài, cuối cùng vẫn là thực lực, có thực lực không làm hoàng đế thì thế nào? Bắt đầu từ lúc vi nương gả cho phụ thân của ngươi đã được tôn làm hoàng hậu, qua nhiều năm như vậy, quá rõ ràng mùi vị của hư danh là gì rồi. Người đừng quên, Ngọc Thương là chết rồi, nhưng hiểu nguyệt các vẫn còn ở đó. Ai, hạ lệnh phái buông tiếng thở dài, vẻ mặt hơi u ám. Phủ thành Nam Châu, như Hữu đạo và vân cơ đã trở về, còn viên cương thì bị quải đạo đuổi về núi yêu ma. Quản phương nghi vừa nghe được tin tức bọn họ trở về, lập tức thu thập đồ đạc chui vào vân cơ kia. Đi gặp vân cơ là giả, gặp như Hữu đạo là thật, trong mật thất vừa nhìn thấy như Hữu đạo, quản phương nghi sừng sốt, xoay quanh nghiêu hữu đạo một vòng đánh giá từ trên xuống dưới nghiêu hữu đạo hơi không dễ chịu lạnh lùng nói làm gì vậy quản phương nghi dừng lại cảm thấy kỳ lạ nói định hẹn hầu tử người làm sao thì cũng bị đỏ lên rồi bị hầu tử làm sao nghiêu hữu đạo hờ hững nói phơi nắng trong sa mạc phơi nắng đến đỏ là chuyện không bình thường sao Phốc vân cơ ngồi bên cạnh luôn lãnh đạm nghe nói như thế cũng không thể nhịn được cố nén cười Nàng ta phát hiện vị đạo gia này quả thật khá là quan tâm tới hình tượng của mình, chuyện như vậy có cái gì phải giấu chứ, sợ trở thành chuyện cười của người bên dưới, ảnh hưởng đến uy tín của mình. Quản Phương Nghi lập tức nhìn ra phản ứng của Vân Cơ, ý thức được chuyện này chắc chắn không giống như lời Nưu Hữu Đạo nói, ánh mắt lại nhanh chóng nhìn cổ của Nưu Hữu Đạo, đột nhiên đưa tay, kéo cổ áo của hắn lôi ra ngoài, sau đó nhón chân lên nhìn vào bên trong. Nưu Hữu Đạo thẹn quá hóa giận, vội vàng đưa tay đẩy nàng ta ra, khiển trách tật xấu này ở đâu ra? Vẻ mặt quản phương nghi mang theo vẻ chế nhạo. Đạo gia, người nói phơi nắng đỏ, quần áo bên ngoài phơi nắng đỏ thì cũng thôi đi. Làm sao mà ở bên trong quần áo cũng phơi đỏ như vậy? Chắc hẳn ngươi đã cởi sạch lúc ở trong sa mạc Thái Dương phải không? Như đạo hữu nói, ngươi biết cái gì? Quản phương nghi hất cằm, ra hiệu nói. Mặt trời bao lớn chứ, ngay cả tóc cũng bị phơi xoăn luôn rồi. Như hữu đạo không nhịn được nói. Có việc thì nói, không có chuyện gì đừng kiếm chuyện thật sự màu da trên người đã không còn đỏ như vậy phai nhạt nhiều hơn lúc mới bắt đầu muốn hoàn toàn khôi phục trở lại bình thường đoán chừng cần phải có chút thời gian quản phương nghi đi tới bên cạnh vân cơ kéo cánh tay vân cơ vân tỉ tỉ xảy ra chuyện gì lập tức ánh mắt nhiều hữu đạo lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào vân cơ có ý cảnh cáo vân cơ mới không sợ hắn hắn không dở cho tàn nhẫn còn thôi nhất định phải bày ra bộ mặt kia vậy thì nàng sẽ không khách sáo lạnh nhạt nói cũng không có gì, chỉ là bị xét đánh thôi. quản phương nghi ngạc nhiên, còn tưởng mình nghe lầm. bị xét đánh, làm sao lại bị xét đánh chứ? Vân cơ chuyện này ngài phải hỏi bản thân hắn đi. nàng ta còn không đến mức thuận miệng nói ra chuyện giới thứ năm. thật sự là bị xét đánh. quản phương nghi quay đầu lại nhìn về phía nghiêu hữu đạo, vẻ mặt mới mẻ, thấy dáng vẻ bực mình của nghiêu hữu đạo, rõ rồi, chắc hẳn đây là sự thật. nhất thời cười vui khôn tả. đạo gia ngày đây là làm chuyện thất đức cỡ nào mới có thể bị trời đánh nói một chút xem chuyện gì xảy ra vậy trong quan niệm phổ biến của người đời bị xét đánh chính là đã làm nhiều chuyện xấu gặp báo ứng chuyện này làm sao khiến bà ta không vui cho được như đạo hữu nói không hiểu thì đừng nói mò có chuyện gì không không có chuyện gì thì cút sau khi quản phương nhi ngưng cười dường như thật sự có chuyện cười không nổi